Phật ba thân nhân thế họ tìm trăm ngàn muôn kiếp đau điên vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm Tân Mão. Chúng ta có duyên để được gặp nhau tại đạo tràng chùa Long Hương để chúng ta tiếp tục học cái bản kinh Lăng Nghiêm. Như kỳ rồi là chúng ta đã học cái mục thứ 9, tức là chỉ mê vọng không có nhân. Hết mê tức là Bồ Đề. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái mục thứ 10. Thì lại bác cái nghĩa nhân duyên tự nhiên để tránh nghe nhiều. Chúng tôi xin đọc phần chính văn trước. Phát nghi và hỏi: liền khi ấy, ông A Nan ở trong đại chúng đảnh lễ với chân Đức Phật, đứng dậy bạch Phật: Đức Thế Tôn hiện nói về nghiệp sát đạo dâm, do ba duyên đã đoạn nên nhân không sinh, tính cuồng diễn nhã đạt đa trong tâm tự hết. Hết tức là Bồ Đề, chẳng phải từ nơi người khác mà đưa đến. Đây là nghĩa nhân duyên quá rõ ràng.
Vì sao Đức Như Lai vội bỏ nghĩa nhân duyên? Chính con cũng do nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Bạch Đức Thế Tôn, nghĩa này chẳng riêng hàng thanh văn hữu học ít tuổi như chúng con, mà hay ở trong hội này, như các vị Đại Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề vân vân, từ lão Phạm Chí nghe lý nhân duyên của Phật mà phát tâm khai ngộ được thành quả vô lậu. Nay Phật dạy Bồ Đề không do nhân duyên, vì thuyết tự nhiên của bọn Câu Xá Ly ở thành Vương Xá lại thành nghĩa đệ nhất, cúi mong đấng đại bi khai phát chỗ mê lầm cho chúng con. Đoạn 2. Gạn hỏi nguyên nhân khởi nghi. Phật bảo ông A Nan, như anh diễn nhã đạt đa trong thành, nếu trừ được nhân duyên tính cuồng thì tính không cuồng tự nhiên hiện ra, lý nhân duyên tự nhiên cuối cùng cũng như vậy. Đoạn 3. Ví dụ cái đầu xưa không mất để chỉ ra tính cuồng giả dối. A Nan, như cái đầu của anh diễn nhã đạt đa vốn là tự nhiên, nó đã tự nhiên như thế thì không có lúc nào không tự nhiên. Vậy vì duyên gì mà sợ cái đầu phát cuồng bỏ chạy? Nếu cái đầu vốn tự nhiên do nhân duyên nên phát cuồng, vì sao không tự nhiên do nhân duyên mà mất? Cái đầu vốn không mất, cái cuồng sợ giả dối phát ra, chứ nào có thay đổi gì mà phải nhờ đến nhân duyên. Nếu tính cuồng vốn tự nhiên, sẵn tính cuồng sợ, thì khi chưa cuồng cái cuồng núp ở chỗ nào? Nếu tính chẳng cuồng là tự nhiên, cái đầu vốn không việc gì, sao lại phát cuồng bỏ chạy? Nếu nhận được cái đầu sẵn có, rõ biết vì phát cuồng bỏ chạy, thì nghĩa nhân duyên tự nhiên là hí luận. Chúng ta có học Lăng Nghiêm liên tục á, thì tới đây mình mới có thể hiểu được ít phần. Còn người nào mà bữa nay nghe lần đầu tiên chắc có lẽ là không biết gì, chúng ta phải chịu khó nghe lại từ đầu. Thì cái trong cái kỳ rồi là Đức Phật chỉ cái mê vọng không có nhân, tức là cái mê và cái vọng tưởng không có nhân, hết mê tức là Bồ Đề. Có nghĩa là trong kỳ rồi Đức Phật thấy cái mê lầm của mình trong sanh tử này, cũng như cái vọng động, vọng tưởng của chúng ta nó không có nhân, tức là Đức Phật bác bỏ cái lý nhân duyên. Ở trong hệ thống kinh Nguyên Thủy thì ít cũng có một số bản kinh á, là Đức Phật đã nói tới những cái điều này. Nhưng mà chúng ta học kinh Nguyên Thủy thì chúng ta sẽ thấy ở trong hệ thống Thiên Nguyên Thủy thì chỉ nói ở nhân duyên và tự nhiên. Tức là nếu mà chúng ta học theo cái căn bản Phật Pháp thì chúng ta có thể hiểu Đạo Phật á, qua những cái lý căn bản như là nhân quả, vô thường, luân hồi, vân vân. Những cái lý luận đó đó thì trước thời Đức Phật có rồi, cho tới khi Đức Phật thành Phật á, thì Đức Phật minh định rõ ràng lại thôi. Chứ không phải lý nhân quả là cái phát minh của Đức Phật. Lý vô thường cũng vậy và luân hồi cũng vậy. Nhưng riêng lý nhân duyên thì đến thời Đức Phật mới có. Trước thời Đức Phật là không có nói tới cái chuyện nhân duyên này. Cho nên chúng ta hiểu biết đó, về Phật Pháp thì chúng ta cũng phải rất là rành về cái lý nhân duyên, để chúng ta thấy rằng đây là một cái nguyên lý của cái đời sống vật chất. Đó là nguyên lý của đời sống vật chất được Đức Phật phát hiện. Và tu theo lý nhân duyên này thì theo như cái thứ bậc tu chứng á, thì người ta có thể chứng được ngang cái tầm Bích Chi Phật. Bích Chi Phật. Còn nhìn theo cái nhìn á của lý nhân duyên thì Đức Phật nói là gì? Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt. Về lý nhân duyên chúng ta phải hiểu bốn cái câu đó. Tức là nếu có cái này thì sẽ có cái kia, hoặc là cái này sanh thì cái kia sanh. Nhưng mà nếu không có cái này thì sẽ không có cái kia, cái này diệt thì cái kia sẽ diệt. Thì cái đó là cái nhìn về mặt vật chất, mặt thuần túy về mặt vật chất. Chúng ta ví dụ, bây giờ có cha mẹ mình thì sẽ có mình. Ví dụ như mình, chúng ta nói về nhân duyên đi. Nếu nơi tâm chúng ta có thiện căn thì tự động chúng ta thích đi chùa.
Còn nơi tâm chúng ta không có thiện căn, chúng ta thấy chùa chiền chúng ta không muốn ghé. Rồi tới cái nhân duyên sâu hơn chút nữa là chúng ta đã có cái căn lành nhiều đời đã từng tu tập rồi, thì tự nhiên không phải chúng ta thích đi chùa nữa mà chúng ta muốn quy y Tam Bảo, và thậm chí là chúng ta muốn nghiên cứu cái giáo lý của Đức Phật. Và chúng ta thiện căn sâu hơn nữa thì chúng ta thấy được là chúng ta phải biết làm cái gì trong cuộc đời này. Nếu chúng ta theo đạo Phật thì quyết tâm trong đời này chúng ta sẽ được giác ngộ giải thoát, vân vân. Tức là càng sâu thì họ sẽ thấy Phật pháp càng sâu. Tức là muốn nói tới cái nhân duyên. Nhân duyên nó không có nghĩa là nó có. Ví dụ như nói cái này có thì cái kia sẽ có. Có là có những cái không phải trong đời này. Nhân duyên sẽ nói tới cái chuyện nó xuyên qua những cái đời kiếp trước nữa. Nếu như cái đời trước chúng ta hoàn toàn không có một cái lần gieo duyên Tam Bảo gì hết thì đời này đi ngang chùa chúng ta chưa chắc có muốn ghé chùa. Và nếu có lỡ ghé đi nữa thấy cũng nó lãng lãng gì đâu, cái chùa này nó không phải là cái gì nó ghi nhận trong tâm thức của mình. Có nghĩa là cái có này Đức Phật muốn nói tới cái chủng tử nghiệp thức nhiều đời của mình. Nếu chủng tử nghiệp thức nhiều đời mình không có huân tập với cái điều thiện, không có huân tập với cái việc tu tập, thì đời này khi lớn lên nó chủng tử nó không đụng đúng duyên, nó không nảy nở. Thì nó có chủng tử cũ, cho nên bây giờ cái chủng tử nó trỗi dậy, nó biến thành cái hiện hạnh mới. Cái hiện hạnh nó tiếp tục quân chủng tử mới. Thì cái dòng này nó trở thành một chuỗi nhân duyên mà Đức Phật nói là tới giảng tới cái 12 nhân duyên. Nhưng mà trên căn bản ở đây chúng ta không có bàn tới 12 nhân duyên nó dài dòng. Và phần trước mình có nói rồi, ở đây mình muốn đào sâu cái chỗ mà cái này có thì cái kia có. Và có này nó không phải có trong cái hiện đời của chúng ta, mà nó đã có từ nhiều đời nhiều kiếp. Nó có một cái mầm mống sanh tử nhỏ trong quá khứ. Thì bây giờ nó đã có cái tâm mê lầm, đã có cái vọng động sâu thẳm trong tâm thức của chúng ta, thì nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có sanh tử. Cho nên có một cái chủng tử nghiệp thức nảy nở sanh sôi. Chủng tử nghiệp thức này sanh thì nó sẽ sanh. Chủng tử nghiệp thức này nó diệt thì cái kia nó sẽ diệt. Chúng ta nhìn thấy có chiều nhân duyên như vậy. Chứ không phải nhân duyên là một cái gì đơn giản, là chúng ta thấy là chúng ta có cái duyên với nhau. Ví dụ như bây giờ nơi tâm chúng ta có vọng niệm, tức là có bắt đầu sinh khởi cái sinh tử rồi, thì có cái này sẽ có cái kia. Cái này có thì cái kia sẽ có. Cái kia là cái gì ở sau cái này? Thì cái này có tức là cái nhân, và được duyên cái gì đó để nó hình thành cái kia. Đó là cái chuyện mà sanh tử xa xôi những cái nghiệp thức cũ. Bây giờ ví dụ đơn giản là mình có học thì đương nhiên là mình sẽ có biết chữ. Và khi mình học qua chữ đó rồi, tức là đã quân một cái chủng tử rồi. Ví dụ chúng ta đã học cái chữ Phật đi, thì nơi tâm chúng ta đã có chữ Phật rồi. Và cái chữ đó này có thì nó sẽ có phát sinh cái kia. Bây giờ chúng ta đã quân cái chủng tử Phật ở nơi tâm mình rồi, thì mình gặp cái gì á mà nó giống giống cái chữ đó là chúng ta liền biết. Gặp lại cái chữ Phật lần thứ hai là từ nơi tâm chúng ta bắt đầu sanh khởi đó là chữ Phật. Tức là nó từ cái chủng tử bắt đầu nó khởi thành cái hiện hạnh. Thì nó cái nhân duyên này nó cũng gắn kết với cái gì? Cái hệ thống duy thức học ở trong đạo Phật nữa. Nó không có rời đâu. Tất cả mọi cái thì Đức Phật muốn nói về nhân duyên á thì nó nhiều. Nhưng mà trong cái hệ thống mà chưa có chuyển lên tới cái phương đẳng đại thừa, tức là theo cái phán giáo á, thì trong cái hệ thống kinh Nguyên Thủy là người ta tu tập cuối cùng là chứng được cái quả A-la-hán. Thanh văn quả là A-la-hán. Thì ở đây là cỡ như Ngài A-nan, Ngài đại diện cho chúng sanh mê lầm, và đại diện cho những cái vị mà đứng ở hệ thống kinh Nguyên Thủy và đứng ở hệ thống nhị thừa tu chứng cái quả cao nhất là A-la-hán. Vì vậy là ở đây ngầm nói những cái vị mà nghe cái tầm A-la-hán trở xuống á, thì các vị hiểu rất rõ về nhân duyên, và do hiểu nhân duyên mà tu tập để chứng quả vô lậu. Còn qua đó là không biết. Tức là Ngài A-nan đại diện cho chúng ta làm điều này, chứ thực sự Ngài A-nan trước kia đã ngộ rồi, mới có bài kệ rồi.
Nhưng mà không phải là Ngài Anan không hiểu được cái mà ngoài nhân duyên tự nhiên. Trước đây Đức Phật, trong những cái phẩm về trước thì Đức Phật là nói về những cái nguyên nhân để đi đến sanh tử luân hồi. Ba cái nghiệp nặng nhất là sát, đạo và dâm. Và nếu trong phẩm, những phẩm vừa rồi Đức Phật nói là nếu mà hết sát, hết đạo, hết dâm thì Bồ Đề nó sẽ hiện. Mà hết sát, hết đạo, hết dâm, Bồ Đề hiện không do nhân duyên và không do tự nhiên. Thì cái đó một phần sau chúng ta sẽ giải thích. Ở đây chúng ta muốn nói lại về cái nhân duyên, cái này có thì cái kia sẽ có. Ví dụ mình gặp một cái chuyện gì đó mà mình có tí tình cảm. Ví dụ như mình gặp một cái người đi, gặp một người đối diện với mình, mình có một chút cảm tình thì nó sẽ có gì? Nó có sự tiếp tục quan hệ để thành thân thiết, đúng không? Nhưng mà mình gặp một người đối diện mà mình có một chút không vừa ý thì nó sẽ có tiếp gì? Có sự xem cái sự cự cãi và oán thù đi theo nó. Đó gọi là nhân duyên. Thật ra khi mà muốn nói tới cái sinh tử luân hồi theo cái chiều hoàng sanh á, thì Đức Phật mới nói tới 12 nhân duyên. Nhưng mà đây nói tới cái chiều có, cái này có thì kia có, cái này có thì kia có, theo một cái chuỗi sinh tử luân hồi mà người ta không bao giờ dừng dứt được á. Tức là từ cái mê mờ gọi là cái vô minh, có vô minh rồi thì nó sẽ duyên cái hành, có hành rồi nó duyên thức, thức rồi nó duyên danh sắc nó duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Đó là cái chiều hoàng sanh. Thì cái phần trước mình đã có giảng qua 12 nhân duyên này rồi. Thì vậy là với mình là cái sự không rõ chân lý, tức là mình có cái sự mê lầm vô minh. Thì sự không rõ chân lý nó sẽ mù mịt, nó sẽ làm cho cái không rõ ràng mù mịt đó nó vận hành ở nơi tâm thức của mình, nó duyên. Tức là chúng ta nói tới cái đoạn mà cái thức á, mê mờ để chuẩn bị nhập thai, thì cái đoạn đó rõ ràng là cái thức chúng ta hoàn toàn không có nhận rõ được chân lý. Vì nếu mà chúng ta nhận rõ thấu suốt chân lý, chúng ta trụ ở nơi đạo lý á, thì khi mà cái quan hệ của nam nữ, của âm dương nó phát ra cái lằn sóng dục á, thì tâm thức chúng ta không bị hút vào để chúng ta chung vào cái bào thai. Chuyện đó hoàn toàn không có với mình. Nhưng mà mình không có được cái đạo lý kia, cho nên cái lực hút về dục buộc chúng ta nó bị cuốn hút vào. Cái điều này thì cũng có một số nơi như kỳ rồi chúng tôi có giảng ở dưới Cần Thơ, chúng tôi có nói tới cái chuyện này. Tức là khi cái thần thức chúng ta, mà khi chúng ta rời khỏi cái thân này rồi, chúng ta mang cái thân trung ấm đó, mang cái thân trung ấm này kéo dài. Nếu như chúng ta có cái nghiệp á, tức là cái thân trung ấm này cứ 7 lần thay đổi một, 7 ngày thay đổi một lần, 7 ngày thay đổi một lần, 7 ngày thay đổi một lần, 7, 49 bắt đầu tùy nghiệp mà thọ sanh. Tức là trong khoảng 49 ngày thì trừ hai nghiệp cực thiện thì sanh cõi trời vô sắc, và cực ác đọa địa ngục A Tỳ, còn lại là nó phải sanh như vậy. Thì đến lúc mà cái thần thức đủ 49 ngày rồi thì tùy nghiệp bắt đầu đi theo. Thì cái nghiệp nó sẽ hút chúng ta đi vào cảnh giới tương ứng với cái nghiệp đang có trong tâm thức của mình. Ví dụ như bây giờ cái nghiệp chúng ta có thể sanh lên cõi trời, thì lúc đó tự động nó sẽ hút chúng ta lên cõi trời để tương ứng với cái nghiệp thức đang có mà cái người đó đang mang. Còn trước khi chúng ta vô cái cõi mới, chúng ta hoàn toàn không biết gì ở cõi mới này, và chúng ta cũng không biết về cái gì khác ngoài biết mình nguyên cái đời sống vừa qua của mình. Mình vẫn giữ nguyên cái buồn, thương, giận, ghét, nhớ, nhung gì gì đó. Mình hiểu mình là Nguyễn Nhân A, Nguyễn Nhân B, Nguyễn Thị Ổi gì đó là còn nguyên, không có thay đổi. Kêu đúng với tên, đúng với tuổi đó, cầu khẩn văn sinh là cái thần thức đó tiếp nhận được. Thì vậy là cái thần thức đó nó ở trong một cái trạng thái nguyên của cái đời sống này, không có thay đổi gì hết, chỉ có cái là không mang thân thôi, chứ còn tất cả những cái nhận biết như bây giờ không khác. Và như trong kinh nói là thông minh gấp 7 lần bây giờ nữa, nhạy bén thông minh và có được ngũ thông luôn. Nếu không phải là những người bị đọa thì có đầy đủ ngũ thông, xuyên tường, xuyên vách, xuyên núi, vượt thời gian, vượt không gian, trừ hai cái mà không thể đi qua được, đó là cái tử cung của bà mẹ và cái tòa kim cang của Đức Phật. Hai cái này là cái thần thức không qua được, chạm tới là dính liền không thể xuyên thủng được. Thật ra chúng ta thấy những cái
những cái lần mà chúng ta gặp những cái người mà nhập đồng, nhập cốt á. Ví dụ như chúng ta ở đây ha, có một người nhập đồng, chúng ta hỏi là cái chị hai của mình, anh ba của mình ở Mỹ hiện giờ đang làm cái gì? Thì trong tích tắc người đó sẽ trả lời là bên kia đang quét rác, đang nấu cơm, đang làm gì rất chính xác. Nếu chúng ta điện thoại thì rõ ràng là bên đó đang làm chuyện đó, trong tích tắc thôi. Thì ra cái thần thức nó không bị lệ thuộc cái thân nghiệp, không bị lệ thuộc cái vật chất á, thì nó không bị cản trở. Cho nên là tác niệm là tới nơi. Thế cái điều này trong sinh tử người ta rất là sợ, vì nếu tác nghiệp xấu bị đọa liền tại chỗ. Ví dụ như mình muốn đi đây Sài Gòn thì mình có đi xe đi này nọ, nó có phá có một cái thời gian một vài tiếng đồng hồ. Hoặc là mình muốn đi Mỹ phải mua vé máy bay ngồi tới mấy chục tiếng đồng hồ trên máy bay mới tới Mỹ. Nhưng mà còn ở thần thức thì không cần tất cả những phương tiện đó, chỉ cần tác ý cái là tới bên đó liền. Chỉ tác ý là tới nơi liền. Rồi nó xuyên thời gian không gian như vậy. Thì đó là một cái loại mà gọi là thần túc thông á. Nó phải có đủ cái sức này. Rồi nếu mình tác ý xấu thì tương ưng với nghiệp xấu mà vô cảnh giới đó. Tại vì bao nhiêu cái nghiệp mà mình quân tập của cái đời này nè, tràn ngập những cái niệm xấu đó đó, thì chúng ta có đầy đủ những cái nghiệp để chúng ta sống một cõi tương ưng với cái nghiệp đang có của mình. Cho nên khi mình bỏ cái thân mạng này rồi á, sau 49 ngày là tự động cái đó nó mạnh lên. Sau 49 ngày cái đó nó mạnh ghê lắm, để nó tìm cảnh giới tương ưng. Ví dụ như chúng ta có cái nghiệp súc sanh rồi, sau 49 ngày cái nghiệp đó nó mạnh ghê lắm, để có thể chung vô vào thai con trâu, con bò, con heo, con dê gì đó, để chung vô nó tương ưng cảnh giới nó liền, tương ưng với cảnh giới sanh tử đó. Còn nếu mà cái nghiệp ác để có thể đọa địa ngục thì tới lúc đó nó rất là mãnh liệt, để nó hút chúng ta không cưỡng lại được. Đây là một điều rất là lạ. Chúng ta có từng thấy những cái lốc xoáy á, nó sẽ cuốn bay hết theo cái dòng xoắn của nó. Thì nghiệp nó mạnh đến cái mức độ mà giống như cơn lốc hút một hạt bụi vậy đó, hạt bụi không thể cưỡng lại được. Đó gọi là nghiệp. Bình thường thì mình không thấy gì hết, nhưng mà đến mức độ sanh tử đó là chuyện nó sẽ xảy ra. Thì vậy là trong lúc chúng ta vô minh, khi thấy cái ngọn lửa dục, chúng ta bị hút vào. Nhưng không phải vô dễ dàng đâu. Không phải vô dễ dàng. Lúc đó hàng triệu triệu cái thần thức được hút vào trong cái giai đoạn đó, đánh đấm giành giật chen chúc với nhau ghê gớm lắm, để có thể chung vào bào thai của bà mẹ. Nhưng mà không được. Không được. Đừng có nghĩ ai mạnh là hơn, không có chuyện này. Nhưng lúc đó cái thần thức của mình nó có một cái nghiệp với cha mẹ mình, thì tự động mình sẽ có một cái đường dây riêng. Đây đường dây riêng. Đường dây đó nó tự hút mình đi vô bào thai của bà mẹ, mà không đánh đấm với mấy thằng kia nữa. Và khi mà có một thần thức rớt vào trong tử cung bà mẹ rồi á, thì tự động đóng cửa. Đóng cửa là mấy thần thức kia ở ngoài chơi, không có vô được nữa. Thì chúng ta bắt đầu ở trong cái mầm ban đầu của một cái đời người á, tức là ở trong noãn cầu của bà mẹ. Thần thức lúc đó dính với cái noãn cầu bà mẹ. Thì cái thần thức nếu là cái nghiệp phải sanh ra người nam á, thì lúc đó thần thức tự động có một cái gì đó rất là khăng khít với bà mẹ và đối chọi với ông cha. Nếu thần thức phải đậu thai đó mà sanh ra người nữ á, thì cái thần thức rất là thích ông cha và tự động có cái thái độ đối chọi với bà mẹ. Trong tâm thức ban đầu đó thôi là đã có cái chuyện đó rồi. Cho nên cái này có là cái kia có. Có cái nam thì sẽ có cái nữ, có cái nữ sẽ sanh ra cái gì, cái ái nhiễm. Ví dụ vậy thì nó có âm, có dương để sanh ra sự ái nhiễm đó, để chúng ta, cái thần thức chúng ta tiếp tục hoạt động chuyển thành cái hành á. Thì cái hành ấm mặc dầu bên ngoài không thấy gì hết, nó chỉ là một cái mầm rất nhỏ, nó nhỏ hơn sợi tóc, chỉ có kính hiên vi mới gọi được thôi. Nhưng mà thần thức đó đó, khi vừa chạm tới tử cung của bà mẹ, chạm tới noãn cầu, là một sự bùng nổ để cái thức đó chết đi. Chết lần thứ hai. Tức là cái thân mà chúng ta mang hàng triệu năm, nếu chúng ta chưa vô thai thì chúng ta vẫn là Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Ổi gì đó còn nguyên nha. Đọc tới tên, kêu tới tên là tự động chúng ta hay biết. Nhưng mà cái thức lúc chạm thai là tắt mất cái sự hiểu biết đó. Thế gian người ta gọi là uống cháo lú để đeo đầu thai, để không còn nhớ là kiếp trước á. Thì khi mà cái thức nó chạm tới cái tử cung là không ra được nữa. Và bắt đầu nó chạm tới cái noãn cầu dính vô đó, tức là thức gọi là cái đậu thai đó. Thì phút chốc đó
chết đi cái thân trung ấm một lần nữa. Tức là thay vì 7-7-49 ngày đúng không, là hết rồi, nhưng mà không, còn lần chết nữa. Còn lần chết cuối cùng khi nhập thai là chết quên hết cái đời trước. Để khi đó cái noãn cầu này là mình, bắt đầu nó chấp, nó chấp cái noãn cầu của bà mẹ đó, trở thành cái mình mới. Như cái mình này nó chưa có tên tuổi, chưa có gì hết, hiểu chưa? Thì vậy là cái thức kia nó quên đi cái đời trước mình là Nguyễn Văn A, mất tiêu đi. Chứ thôi sanh ra rồi á, ví dụ như đời trước mình Nguyễn Văn A, cái đời này cha mẹ mới đặt Nguyễn Văn B kêu A hay là kêu B, nó sẽ lẫn lộn. Cho nên trong sanh tử cũng rất là hay, nó phải chết đi cái thân trung ấm đó để tiếp nhận một cái thân kế đó gọi là hậu ấm. Tức là thân thứ ba này là hậu ấm. Hậu ấm cũng có nghĩa là cái thân mới này, cũng có nghĩa là thân mới này. Thì vậy là cái thần thức bắt đầu nó sống dậy á, nó chấp cái này nha, chấp này thì nó vận hành biến chuyển theo cái chấp trước mới này. Tức là bắt đầu có cái vận hành của cái thức mới về cái thân mới, bao quanh cái thân mới này. Thì cái vận hành đó nó phân biệt, nó thấy nó khác kia, nó tiếp nhận được cái này cái kia, thì bắt đầu là tự hành nó duyên thành thức. Thức bắt đầu nó phân biệt, nó cũng thấy nó cái thức này nó không có giống cái tự cung, hoặc là cái này nó sẽ tốt, sẽ xấu, sẽ hay, sẽ dở, sẽ đau đớn, sẽ thoải mái gì đó. Trong tử cung bà mẹ là cái thức đã bắt đầu vận hành rồi. Và khi mà đã vận hành một cái thời gian ở trong thai mẹ thì nó hình thành cái gì? Hình thành lục căn đúng không? Thì bắt đầu nó có danh và sắc. Tức là có cái người được, khi mà hình thành trọn vẹn một con người rồi đó, thì bắt đầu nó có cái danh là cái thai hay là cái gì đó, và cái hình sắc được hiện rõ thành một con người. Khi mà hiện rõ thành con người rồi á, thì bắt đầu nó mới có đầy đủ lục căn, gọi là lục nhập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Lúc đó nó có một sự phân biệt, nhưng mà phân biệt không rõ ràng về ý thức thôi, chứ nó đã có sự phân biệt khác biệt rồi của nó với cái thai. Nó khác với tử cung, nó khác với mẹ, ở nó có một sự phân biệt nhỏ nhiệm bên trong đó rồi. Thì có đầy đủ lục nhập rồi, thì khi đó thì mẹ ăn đồ nóng nó bị nóng, mẹ ăn đồ lạnh nó bị lạnh. Tức là ở trong thai nhi nó đã có một sự xúc chạm khổ và vui ở trong đó rồi, chứ không phải đợi khi sanh ra. Mà khi sanh ra chúng ta thấy khác môi trường, từ là cái chỗ ấm im mà ra ngoài nó lạnh á, nó khác môi trường đó, thì tự động nó nghe một cái cơn bức xé ban đầu. Cho nên đa số là những đứa bé sanh ra đều bị khóc á, là thay đổi môi trường đột ngột quá, nó không chịu nổi cái rát buốt, không chịu nổi, la hét khóc. Thì như vậy là bắt đầu sanh xúc sanh thọ. Thọ là thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ, không vui, bắt đầu lại sanh ra. Và hồi nhỏ thì cũng đã có rồi, tức là vui thì thích, thì khổ thì chán, thì hồi nhỏ nó không có, nhưng mà nó nhẹ lắm. Đến khi cái thức mình nó được hoàn thiện để mà nó có thể ghi nhận dấu tích đó, từ nữ thì khoảng 3 tuổi, nam tới 4 tuổi bắt đầu nó ghi nhận từ từ những cái dấu tích, những hình ảnh mới, bắt đầu ý thức bắt đầu có hình ảnh. Giống như chúng ta chụp phim, chụp hình là chúng ta liền thấy trong cuộn phim đó nó có cái bóng, lúc đó nó mới ghi nhận, còn trước đó là một khoảng mờ không biết. Nó cũng phân biệt đúng sai nhưng mà nó không ghi nhận. Dần dần lớn lên, cái thức chúng ta hoàn thiện từ từ, chúng ta ghi nhận từ từ, chúng ta học điều này, chúng ta nhớ này, học được kia, chúng ta nhớ cái kia. Lục nhập duyên xúc, duyên thọ, thọ bắt đầu duyên ái, không? Tức là thương và ghét xảy ra. Sau khi chúng ta khổ thì chúng ta ghét, mà vui thì chúng ta thương. Thì có cái thọ thì sẽ có ái thì sẽ có sự gì? Sự bảo thủ, gìn giữ. Chúng ta thích thì chúng ta muốn giữ nó lại, chúng ta không thích thì chúng ta xua đuổi nó ra, sẽ có thủ. Nó đã có thủ thì có hữu, ví dụ là có giữ của thì sẽ có tiền. Chúng ta thủ thì sẽ có cái gì đó để cho mình giữ. Tức là mình có, mình thủ tức là mình có cái gì đó, có chủng tử nghiệp thức. Do mình gìn giữ, mình chấp trước cái này đẹp, cái kia xấu, cái này thương, cái kia ghét, cái này buồn, cái kia nhớ gì đó. Tất cả những cái đó trong cuộc đời mình học hỏi, mình ghi nhận để mình bảo thủ, mình gìn giữ, tự động mình sẽ có tiếp tục chủng tử mới để tiếp tục quân một cái số chủng tử nghiệp thức mới, quân số nhân quả mới, một số nghiệp báo mới để chúng ta đi sinh tử mới. Tức là sau khi thủ đó có hữu, tức là mình có chủng tử nghiệp thức rồi, có tử đức thì tiếp tục sanh một đời mới nữa, là duyên sanh. Từ thủ thì duyên hữu, tức là từ thủ chấp trước cho nên có, từ hữu mới duyên sanh, tức là tiếp tục sanh đoạn đời mới. Thì sanh mới, già lớn lên, siêng lão tử,
Lão Tử bắt đầu là tiếp tục trở lại vô minh rồi duyên hành, hành thức, thức duyên sắc lục nạp, tức là theo cái chiều hoàng sanh, theo kiểu nhân duyên đó. Là một cái chuỗi móc xích không bao giờ bị cắt đứt được. Cho nên chúng ta đã lọt vô cái cõi này rồi á, là không có đường để ra. Không có đường để ra. Chỉ trừ là chúng ta cắt được cái dòng nhân duyên này, thì một số nơi là cho chúng ta sẽ cắt ngang cái chỗ nào, ngang cái ái á, ngang cái ái nhiễm. Nếu chúng ta không có ái nhiễm thì chúng ta sẽ không có bảo thủ, không bảo thủ thì chúng ta sẽ không có hữu, tức là không có chủng tử nghiệp sức để tiếp tục sanh tử nữa. Thật ra khi mà một á, là người ta quán nhân duyên theo chiều hoàng sanh đó rồi, theo nếu mà tu theo nhân duyên. Hai đó là người ta quán theo chiều hoàng diệt, người ta phá vỡ cái gốc là vô minh. Nói ái nhưng mà thực sự cái gốc nó là vô minh. Từ vô minh nó mới sanh chấp ngã, mới duyên hành. Từ cái chỗ không biết nó mới sanh chấp ngã, từ mê mờ nó mới sanh chấp ngã. Thì vậy là theo chiều hoàng diệt thì vô minh diệt, thì hành diệt thì thức diệt, thức diệt danh sắc diệt, lục nhập diệt, diệu nhập diệt, xúc diệt, rồi thọ, rồi thủ, hữu, duyên sanh, lão tử diệt, theo chiều hoàng diệt. Thì nếu mà họ quán theo như vậy á, mà cái công phu được nâng theo cái kiểu mà diệt diệt diệt, phá vô minh, rồi phá hành, phá thức, phá danh sắc, dần dần vậy, để người ta chứng được cái quả bích chi Phật, để theo cái kiểu tu nhân duyên như vậy. Rồi về cái quả bích chi Phật, nó cũng có một số vị họ không phải do tu quán nhân duyên, mà họ tu cái hạnh độc giác, là họ không có học theo cái kiểu nhân duyên theo chiều hoàng sanh hoàng diệt, họ tu tập họ ngộ lý nhân duyên, họ cũng chứng được quả bích chi Phật nữa. Thì vậy là ở cái tầng bích chi Phật ngược trở xuống những cái quả vị tu chứng như là A La Hán đó, thì các vị cái thấy biết không ngoài nhân duyên. Chúng ta nên hiểu điều này, tức là cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, các vị không có hiểu ngoài cái đó được. Thành ra ở đây Ngài A Nan mới đại diện cho cái tầng tâm thức đó mà hỏi, chứ không phải là Ngài A Nan không biết chuyện này nha. Trước kia là Ngài A Nan đã ngộ rồi, đã trình kiến giải, Đức Phật đã vượt qua tầm này rồi. Tới cái ngang cái tầm của các vị Bồ Tát là không phải thấy nhân duyên nữa, mà thấy đương thể tức không. Ví dụ như nhìn một cái sự vật, nhìn một cái bông này, thì mọi người bình thường theo quán nhân duyên họ sẽ nhìn ra cái nhân duyên của cái bông này là do cái hồi đó là gieo cái hạt mầm. Hạt mầm đó là do có ánh nắng, rồi do có nước, do đầy đủ nhân duyên để hạt mầm mọc lên, mà mọc lên hấp thu ánh nắng mặt trời, hấp thu nước, dưỡng chất để nuôi lớn lên để tạo thành cái bông. Thì họ nhìn thấy kiểu nhân duyên do nhân đó mà bây giờ mới có được cái duyên là cái bông. Do cái nhân gì đó, nó duyên với cái gì để nó thành cái gì. Nhưng mà khi thành cái bông này rồi, bây giờ nó đang tươi, lần lần nó sẽ héo và nó sẽ tan biến, trở về không. Thì quán nhân duyên họ sẽ quán theo cái chiều đó của mọi vật. Như này một vị Bồ Tát thì không có thấy cái kiểu như vậy, nhìn là thấy nó không liền, gọi là đương thể tức không. Ngay khi đây thấy tất cả mọi cái đều là không, chứ không có quán, không có quân nữa. Thì cái tầng đó là cái tầng của các vị Bồ Tát thấy tất cả nhân duyên là không rồi. Nếu mà bước qua cái tầng mà nhân duyên để thấy, tức là tâm thức chúng ta mà phá vỡ được, vượt được cái tầm của nhân duyên tự nhiên trong cái cõi này á, thì người ta sẽ thấy tất cả mọi cái là không. Khi thấy nó liền thành không, chứ không quân quán, không công phu. Đó là cái tầng của các vị Bồ Tát. Thì ở đây Đức Phật muốn nói ngang cái tầng này trở lên. Trong cái đoạn kinh này á, thì Đức Phật không còn nói ngược về nhân duyên nữa. Vì vậy là trong đây Ngài A Nan đặt câu hỏi với Đức Phật là hồi trước giờ là tụi con do Đức Phật dạy nhân duyên mà tụi con tu tập, rồi các vị lớn như là Ngài Mục Kiền Liên này nó cũng do nhân duyên mà được ngộ đạo chứng quả vô lậu, bây giờ Đức Phật lại phá lấy nhân duyên là gì sao? Thật sự Đức Phật không phải phá lấy nhân duyên, lý nhân duyên vẫn có đối với những người còn trong cái tầng tâm thức và cái trí tuệ họ thấy chưa ra ngoài vật chất. Như này chúng ta minh định rõ thì sẽ hiểu nhân duyên và tu tập theo cái nhân duyên. Còn nếu như cái tầng tâm thức họ đã vượt ra ngoài vật chất rồi thì họ mới có thể hiểu cái chỗ Đức Phật nói là không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Đây chúng ta nên hiểu ở cái tầng tâm thức đó. Cho nên Ngài A Nan đại diện cho
tăng ni trong cái thời điểm đó, đại diện cho cư sĩ Phật tử trong thời điểm đó, đại diện cho các vị chư thiên trong cõi trời trong cái thời điểm đó, đặt câu hỏi với Đức Phật về cái lý nhân duyên này để minh định cái tầng thấy biết một cách rất là tường tận trước Đức Phật, chứ không phải ngày nay không hiểu. Thì nếu như là những người chứng quả thanh văn và duyên giác ở ngang cái tầng của đại chúng đang có trong cái hội của Đức Phật, thì những người này đều do nhân duyên mà thấy đạo hết. Nếu không có cái nhân Đức Phật giảng pháp thì không có cái duyên mình hiểu đạo. Không, không có cái nhân tu tập thì sẽ không có cái duyên chứng quả. Thì như vậy là tất cả đều do nhân và duyên cả. Tại sao ở đây Đức Phật là bác nhân duyên? Đó là cái câu hỏi đặt cho những người còn ở trong tầng tâm thức chưa phá vỡ, và những cái thấy nhìn của họ vẫn còn lệ thuộc ở nơi vật chất chưa ra được. Thì tất cả những cái đó đều thấy trong cái tầng nhân duyên hết. Vì vậy nếu như Đức Phật đã bác bỏ lý nhân duyên ngay tại đây, thì có đồng với là tự nhiên của ngoại đạo không? Ở đây ngài đang nói cái tự nhiên của cái bọn câu xá ly ở thành Vương Xá lại thành nghĩa đệ nhất rồi, nếu nói tới nghĩa đệ nhất của Đức Phật. Họ chủ trương cái gì nó cũng tự nhiên hết. Nhưng tự nhiên nắng, tự nhiên tối, tự nhiên mưa, tự nhiên gió, cái gì đối với họ cũng là tự nhiên. Và với họ mỗi cái nó tự nhiên đến, nó tự nhiên đi. Họ không có nhìn thấy cái thứ nhất là về mặt vật chất. Cái nhìn về tự nhiên của ngoại đạo, họ nghĩ rằng họ sẽ vượt hơn nhân duyên, nhưng mà họ không thấu nhân duyên, cho nên họ không vượt ra khỏi nhân duyên được. Thật ra cái về đạo tự nhiên đó nó không đạt được cái thánh quả. Nó chỉ là một cái sự xua đùa, lộn xộn. Cái gì đối với nó cũng tự nhiên hết. Ví dụ như mình tự nhiên mình bị người ta hành hạ mình, mà không nói tới cái chuyện nhân quả cũ, không nói tới nghiệp thức cũ. Tự nhiên cái mình bị người ta làm mình đau khổ, nhưng mà không nói chuyện cũ, không có nghiệp thức, không nói nhân duyên gì hết á. Họ muốn phá cái nhân duyên ở mặt vật chất này để họ được một cái không ngơ. Và cái quả của họ khi tới là nó không có là cái gì, là cái không thôi, cái rỗng không, không có biết gì. Thì câu nói, có một cái câu hỏi của một vị thiền khách hỏi thiền sư Huệ Hải sáng tỏ điều này. Tức là họ đã theo cái thuyết tự nhiên rồi. Thì qua Trung Hoa, thiền sư Huệ Hải là đệ tử của Mã Tổ. Có một lần thiền khách hỏi là thưa thiền sư, có cái gì vượt hơn thiên nhiên tự nhiên không? Ngài Huệ Hải nói có. Hỏi cái gì vượt hơn thiên nhiên tự nhiên? Ngài trả lời một câu rất gọn là có cái biết thiên nhiên, cái đó vượt hơn thiên nhiên và tự nhiên. Ở đây mình muốn nói tới cái chỗ của cái bọn câu xá ở thành Vương Xá, nó cũng nói cái thuyết nhân duyên, nhưng đó không phải là lý đệ nhất. Vì sao? Vì nó mù mịt, nó không biết đến cái chỗ thiên nhiên tự nhiên là một cái phản mù hoàn toàn, không có có vật chất, cũng không phải là có tâm linh. Nhưng ở đây vượt cái thiên nhiên và vượt cái tự nhiên luôn để đến một cái tri toàn tri đó, nó là một cái linh thông, chứ không phải là cái hoàn toàn không biết giống như là cái tự nhiên. Tức là cái chỗ này Đức Phật phá cái lý nhân duyên rồi, nhưng mà Đức Phật vượt hơn cái tự nhiên của ngoại đạo nữa để đến cái chỗ hoàn toàn toàn tri, chứ không phải là tới cái chỗ rỗng lặng không biết gì. Và chỗ đó nó ngang tầm với Phật quả. Thật ra ở đây cái chỗ thắc mắc của Ngài A Nan là đại diện cho những người còn bị kẹt trong cái tầng tâm thức thấp chưa ra ngoài vật chất. Nhưng mà không phải Đức Phật dừng ở cái chỗ là phá nhân duyên, mà Đức Phật lại vượt hơn tự nhiên nữa để tới đạo lý. Thật ra chỗ A Nan hỏi chúng ta phải thấy rằng là bây giờ nếu không phải nhân duyên thì sao? Thì phải là tự nhiên. Tức là câu hỏi này vẫn còn trong đối đãi. Nếu không phải tự nhiên thì sẽ là nhân duyên, nhưng đạo lý thì không phải nhân duyên và không phải tự nhiên. Mà sao? Nhân duyên cũng có đạo lý, mà tự nhiên cũng có đạo lý. Đạo lý phủ trùm ở nhân duyên và tự nhiên, nhưng đạo lý không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên. Chúng ta phải thấy điều này. Rồi có rất là nhiều người mà học đạo không rõ sẽ bị vướng vào cái kiểu như Ngài A Nan đặt ra. Cho nên Ngài A Nan đại diện cho chúng sanh mê lầm của chúng ta đời sau mà Ngài đặt câu hỏi này rất là hay. Khi đến đạo lý nó không phải còn là nhân duyên nữa. Nếu mà chúng ta thấy rằng do nhân này chúng ta được cái quả kia, do nhân này sẽ được cái duyên kia đó, thì chúng ta vẫn còn là ở bên đây bờ tâm thức.
Do mình tu pháp đó cho nên mình chứng cái quả đó. Do mình hành trì cái pháp này cho nên mình được cái này, hành trì pháp kia cho nên mình được cái kia. Tất cả những cái làm và cái được đều còn nằm ở cái bờ mé của vật chất, nằm ở bờ mé của sinh tử, chứ chúng ta không ra được. Là khi mà chúng ta đã dụng công đến một cái chỗ mà vượt cái tầm nhân duyên rồi, vượt cái tự nhiên. Thực sự nói là cái đó nó chưa từng sanh, chưa từng diệt, tức là nó vốn có, nó sẵn đủ, tức là nó gần giống như cái tự nhiên, nhưng mà hoàn toàn không phải tự nhiên. Vì cái tự nhiên là cái hoàn toàn không hay biết gì hết. Nhưng cái này biết, biết nhân, biết quả, biết tốt, biết xấu, biết thiện, biết ác, biết bề mặt và bề trái của sinh tử, chứ không phải là không biết. Thì khi nào mà chúng ta tu tập á, mà chúng ta vượt qua hết tất cả những cái vọng thức thường tình rồi, nơi tâm thức chúng ta lại tiếp tục hiện ra một cái cảnh giới ngoài cái sinh tử này, và hiện một cái khoảng không. Nhưng cái không đó là cái không còn nhân, không còn duyên nữa, tức là dứt hết tất cả những cái mầm móng sinh tử rồi. Chúng ta hiện ra một cái cảnh giới không, nơi tâm thức của mình hoàn toàn không có bóng dáng sinh tử gì nữa hết. Thì các vị A-la-hán sẽ dừng lại cho trụ lại cái chỗ không còn bóng dáng sinh tử này, tức là đi vào cái diệt, gọi là diệt thọ tưởng định nhập định đó, qua tính chính tầng định, thì các vị hay trụ lại chỗ này. Nhưng mà chỗ này có một cái chút khác biệt. Nếu là người tu Đại Thừa và Thiền Tông thì họ sẽ thấy rõ rằng mình đang định. Có một cái người thấy mình đang trụ định, thì vậy là cái công phu tu hành để được thành định này vẫn chưa phải là tối cao. Mà còn có người đang biết mình định đó, nếu người ta khéo để nhẹ nhàng buông cái định này thì người ta sẽ nhập vào cái biết toàn tri liền. Nhưng mà ít ai chịu buông lắm. Tới chỗ này là không phải công phu một đời mà được. Chỗ này nó rất là an lạc, khi đạt được cái định thì rất là an lạc, nhẹ nhàng hoàn toàn, và người ta có thể chứng được cái quả A-la-hán, thì rõ ràng là không có rời đi được. Nhưng mà sau đó rồi thì trong cái cảnh giới của A-la-hán sinh hoạt đó, thật sự thì nói nhập niết bàn là hoàn toàn không còn cái mầm móng sanh tử trở lại tam giới này thôi. Chứ các vị vẫn còn ở một cái cảnh giới tương đồng với quả vị tu tập của mình. Thì trong cảnh giới tương đồng với quả vị tu tập có rất là nhiều vị A-la-hán, gọi là cảnh giới niết bàn, niết bàn của A-la-hán. Thì sẽ dần dần được sự chuyển hóa của các vị Bồ-Tát, hoặc là sự khai thị của Đức Phật gì đó, thì các vị sẽ chuyển hóa. Như vậy là sẽ không còn sanh tử theo kiểu của mình là phần đoạn sanh tử nữa, mà là các vị gọi là chuyển tiếp sanh tử. Từ quả vị A-la-hán có thể chuyển thành Bồ-Tát nếu được ngộ đạo và thấy cái gì hơn. Không phải sanh tử trở lại cõi phàm mình, mà một sự chuyển biến để thăng cấp. Không thể còn thấy nhân duyên nữa mà thấy đương thể tức không, hoặc là thấy cái toàn tri này, tức là bắt đầu được chuyển tiếp sinh tử. Không phải do nghiệp để trở lại cõi này. Nghiệp trở lại cõi này gọi là phần đoạn sinh tử. Còn chuyển tiếp từ quả vị này lên quả vị cao hơn gọi là chuyển tiếp sinh tử, thì gọi là đại căn A-la-hán. Còn các vị mà cố thủ cái quả vị mình luôn để không chuyển tiếp sinh tử, không làm lợi lạc chúng sanh á, thì gọi là độn căn A-la-hán. Nhưng mà trong cái thời Đức Phật, tất cả các vị đệ tử Phật khi ngộ đạo đều đi giáo hóa, thì không phải là các vị cố thủ niết bàn, toàn là các vị đại Bồ Tát ứng thân để làm đệ tử Phật chứng quả A-la-hán trong cõi này. Chứ thực sự đó là những vị đại Bồ Tát hết á. Ra đến ở đây chúng ta sẽ hiểu lại cái câu của Ngài A Nan, tức là theo cái câu hỏi Ngài A Nan là Đức Phật nói là nếu mà hết tất cả những cái cuồng vọng như là diễn nhã đạt đa, như là ba cái sát đạo dâm vọng đó đó, thì sẽ được gọi là Bồ Đề. Thì do hết cái này mà được Bồ Đề thì rõ ràng là có nhân mà có duyên mà. Đâu có chạy đâu được, không có nhân duyên. Nhưng Đức Phật không nói như vậy. Đức Phật mới có một cái ví dụ về cái anh chàng diễn nhã đạt đa, là cái trước chúng ta có học rồi đúng không? Tức là có một người tự nhiên cái soi gương, tự nhiên cái mình thấy ở lâu nay sao mình có cái mặt đẹp gì mà mình không biết, tự trách mình. Như là soi đã là cái úp cái gương xuống, cái mặt mất tiêu, cái đầu mất tiêu, cái tự nhiên ôm đầu chạy đi la là tôi mất cái đầu rồi.
thì được một người trí chỉ dẫn là cái đầu ông còn nguyên đó, chứ cái là không có sơ gương, không thấy cái bóng của ông thôi, chứ cái đầu này vẫn còn, thì ông sẽ tỉnh ra. Thì vậy là cái cùng này là do đâu? Đức Phật đặt vấn đề với ngài này là cái cùng là do đâu? Nhân có coi kiến mới thấy được cái đầu của mình. Tức là có cái này sanh thì sẽ có cái kia sanh. Nếu không có coi kiến là mình sẽ không thấy được cái bóng của cái đầu của mình. Không thấy được cái bóng, chứ thật sự mình không thấy cái đầu mình thiệt đâu. Thấy được cái bóng của mình nó hiện trong kiến, chấp cái bóng đó là cái đầu thật. Thì vậy là khi chúng ta thấy cái bóng mà chúng ta chấp cái bóng thì chúng ta là người gì? Là điên đảo. Chúng ta là người điên đảo, thì gọi là cái cuồng của dĩ nhà đang gọi là cái người điên. Chấp bóng là người điên. Nhưng mà chúng ta có giống ai không? Chúng ta thấy cái này là đúng, cái kia là sai, cái này là hay, cái kia là dở, có phải là chúng ta chấp bóng không? Rõ ràng là chúng ta chấp bóng. Ví dụ như bây giờ chúng ta có một lần thấy mặt Đức Phật, đúng không? Mình tới chùa Long Hương mình thấy cái mặt Đức Phật vậy rồi, biết chắc chắn cái tượng Phật này ở chùa Long Hương mình đã thấy nhiều lần rồi. Bữa nào đi gặp một người nào đó đưa một cái tượng Phật ra, nói đây là cái tượng Phật ở chùa Long Hương nè, thì chúng ta có cãi không? Chắc chắn là chúng ta sẽ chấp bóng thôi. Chấp bóng này không phải là cái bóng tôi thấy đó. Thì tất cả những cái nhận biết mình trong đời sống mình cũng chấp trước cái kiểu đó. Bây giờ một với một là hai rồi, mình chấp cái đó là đúng rồi. Bây giờ người ta nói một với một là hai rưỡi, mình sẽ cãi là do gì? Do mình chấp bóng. Mình cho cái này là đúng, nhưng người khác nói không đúng là mình sẽ cãi, là do mình chấp bóng. Chấp bóng giống như những nhãn đặc đà, chấp cái đồ đó là mình, cái đồ đó là mình. Đó là một cái ví dụ rất là ý vị. Thật ra khi chúng ta nhìn xa hơn nữa những cái đúng sai hay dở trong cái trần thế này, thì những người xưa cho rằng một người sống ở cái cõi Á Đông là phải làm thế này nè, phải công dung ngôn hạnh, phải gì gì đó. Tức là theo cái quan niệm Á Đông thì chuyện đó là đúng, nhưng mà đối với Tây Phương thấy chuyện đó dở lắm. Thì vậy là ai đúng ai sai? Nhưng mà nếu mình ở Á Đông thì mình luôn luôn coi chuyện đó là hay. Nói Tây Phương chuyện đó không có là cái gì hết. Ai đứng ra để phân xử điều này? Và nếu như có một người đứng ra phân xử cho ra một cái là đúng, thì đó chỉ là sự đúc kết của tâm thức để cho ra một cái đúng mà thôi. Điều này nó dẫn dần dần cho tới công phu tu hành của chúng ta, đúng không? Bây giờ trước đây mình thấy cái thân này là thiệt, bây giờ mình do mình học đạo mình thấy cái thân này là nó giả. Trước kia mình thấy cái tâm mình thiệt, do học đạo giờ mình thấy tâm này nó giả. Giờ mình kết luận thân tâm này là giả thì mình là cái người thấy đúng, đúng không? Đúng ở tầng đó có phải thật đúng chưa? Vẫn là cái sự đúc kết của tâm thức thôi. Thành ra đạo lý có những cái người, những người sau giai đoạn học đạo lâu năm của mình, đã nhiều năm nhiều tháng theo đạo rồi, đã nhiều năm nhiều tháng công phu tu tập rồi, thì cái kinh nghiệm mỗi một lần tu, cái mỗi lần mình thấy nhiều hơn chút nữa, mình hiểu thêm chút nữa, mình hiểu cái điều này, hiểu điều kia, hiểu điều nọ, cho tới gần già cái mình thấy rằng đạo lý là nó phải như thế này nè, cho nên mình phải sống đúng như thế này, gọi là sống đúng đạo lý. Và có rất là nhiều người cho rằng cái kết luận đó cả đời tu tập của mình là mình đã thấy đạo rồi, và chấp cái kiến thức này cho là mình. Tức là mình vẫn là cái người tiếp tục chấp bóng. Và những người này chúng tôi gặp nhiều lắm. Do kinh nghiệm tu cả đời, tại họ tu trước mình á, họ tu nhiều hơn mình đó. Cho nên họ có thể dạy mình với cái kinh nghiệm đã qua. Nhưng mà thật sự đến cái đạo lý thật không phải là sự đúc kết kinh nghiệm của tâm thức. Chúng ta phải hiểu điều này. Chúng ta phải phá được tất cả những cái khuôn sáo đặc định đúng sai hay dở và đạo lý mà mình đã được tiếp xúc, được ghi nhận, được công phu nào đó từ cả đời của mình, cả ngàn đời của mình được đúc kết tới giờ phút này, cho rằng cái này là đúng. Nếu còn một niệm thấy nó là đúng, để chúng ta đưa đời sống chúng ta sống tương ưng với cái đúng này, và bắt đầu ép mình để sống. Nếu mà xa rời cái này cái mình cảm thấy đau khổ, xa rời cái này rồi cảm thấy mình phạm gì đó, vân vân, thì tất cả những cái điều thấy biết đó vẫn lẫn quẩn trong tâm thức mà thôi. Không phá để ra được, không phá ra được. Mà điều này những người tu càng nhiều thì càng bị rớt vô nhiều. Thật ra chúng ta làm sao mà chúng ta công phu đến cái độ mà phải
chứng được cái này, đắc được cái kia, sở hữu được cái nọ, nó phải tự rơi rụng. Chúng ta phải hóa giải được cái sở chứng, sở đắc, những cái đúc kết, những cái kết luận của mình, những cái khẳng định của mình trong đời này. Cái này là đúng, cái kia là đúng, cái nọ là đúng, cái này là phải, cái kia là phải, cái nọ là phải, cái này là thanh tịnh, cái kia thanh tịnh, cái nọ thanh tịnh. Và nếu như mà bây giờ ai sống không đúng cái thanh tịnh này là coi như rời khỏi đạo lý rồi. Và tất cả những cái đó đều đúc kết cho chúng ta một cái khối nghiệp thức để chúng ta có thể ôm nó mà đi đời này kiếp nọ, chứ chưa phải là cái người phá vỡ cái sinh tử này để đi ra. Người phá vỡ sinh tử này đi ra là tự động họ sẽ vỡ hết tất cả những cái khuôn thước đúng sai hay dở phải quấy hơn thua thanh tịnh ô trọc trong đời này liền. Và người đó sống một cái đời sống không có nhiễm, không tịnh. Họ vô chỗ nhiễm mà họ không nhiễm được, ở chỗ tịnh họ cũng không vướng trong đó. Tức là vào chỗ nhiễm cũng đi ra tự tại, được đến chỗ tịnh cũng ra tự tại. Ở hai cái tịnh nhiễm đúng sai thiện ác họ thấu suốt và tự tại không lầm lẫn. Chứ không phải là không biết thiện ác, không biết đúng sai, hoàn toàn không phải như vậy. Họ minh định rất rõ, họ thấu suốt và ở ngoài, không bị vướng vào. Thì vậy là mới vượt khỏi nhân duyên và tự nhiên. Còn nếu không ra không khỏi. Đây là Đức Phật ví dụ ngày diễn giải ra, thì Đức Phật đặt là cái tính cuồng nó ra từ đâu? Tính cuồng ra từ đâu? Từ cái sự mê lầm chấp bóng. Nếu mình không có chấp cái bóng trong gương là đầu của mình đó, thì mình không có khùng điên chạy ở ngoài nói tôi mất cái đầu tôi vừa thấy. Không, vừa gọi kiến để mình thấy cái bóng của cái đầu mình trong gương rồi úp kiến lại thấy mất tiêu. Như vậy là mình mất cái bóng chứ không phải là mất cái thiệt. Mà chúng ta đã từng đuổi tìm cái bóng bao nhiêu ngàn kiếp rồi. Thấy cái này là hạnh phúc nè, thấy cái kia là bình yên nè, thấy cái nọ là sung sướng nè, cho cái thân này mình phải sống về cái thân này mình được yên nè, sống về cái thân này sung sướng nè, sống này cho cái tâm mình được an lạc vân vân. Và cố đào tìm đời này và tới kiếp nọ. Chúng ta chỉ chạy lẫn quẩn mang cái thân, ví dụ như là mang thân người thì chúng ta sẽ tìm đủ cái phương tiện để cho con người được an ổn. Nếu mà mang cái thân thú thì phải tìm cái chỗ nào cho cái thân thú được yên ổn. Nếu mà cái thân ngạ quỷ thì phải tìm cái gì đó để cho cái thân ngạ quỷ được yên ổn. Tức là chúng ta vào cõi nào thì cõi đó sẽ là cái sở hữu, sự chấp trước của chính mình. Và vào cõi người làm một chúng sanh thì chúng ta chấp trước là phải có cái này, cái kia, cái kia, cái nọ cho một chúng sanh. Thì cái gốc là từ cái chỗ mà chúng ta chấp ngã. Cái chấp ngã do chúng ta không thấy biết đúng với sự thật, đúng với chân lý cho nên chúng ta chấp ngã. Chấp ngã thì cái ngã của người, cái ngã của thú, cái ngã của ngạ quỷ, cái ngã của địa ngục, cái ngã Atula và cái ngã của cõi trời. Cái ngã của lục đạo, cái ngã của chúng sanh. Chúng ta không có hết cái này được. Rồi tu thì chúng ta phải vượt ra ngoài cái ngã chấp này một lần. Tức là phải phá vỡ cái ngã chấp này để mình á, phá vỡ cái đang có của mình. Đang có của mình là một chúng sanh. Một chúng sanh đang sống ở đâu? Ở một cái cõi ta bà này. Thấp hơn nữa là chúng ta ở trong đất nước này. Thấp hơn nữa là chúng ta là đệ tử quy y đạo Phật. Thấp hơn nữa là cái chùa này là của mình. Đúng không? Thế là càng lớn bắt đầu chúng ta đi thấp lại. Thì bây giờ chúng ta phải phá cái chùa này của mình là chúng ta phải theo cái tông nào? Cái tông môn này là cái tông của mình nè. Mình tu thiền tông nè, mình tu tịnh độ tông nè. Bắt đầu mình tự bó mình nhỏ lại. Thì bây giờ nếu mình muốn ra là mình phải phá cái tông môn của mình trước. Tức là mình không phải là cái người ở trong môn này, không phải mình ở trong môn kia, mình không phải là như vậy. Rồi phá cái người ở trong đất nước này. Tức là mình không phải là cái nhỏ hẹp của một cái dân tộc. Rồi mình tu tập để mình phá vỡ cái chúng sanh, gọi là cái tông môn tính, rồi cái dân tộc tính, rồi chúng sanh tính. Mình thấy mình là một chúng sanh, nó không phải là ở trong một đất nước hỏa hẹp nữa, mà mình là một chúng sanh của cái cõi ta bà này. Chúng ta phải phá đó thì chúng ta mới ra được. Thì cái ngã chúng ta từ lớn chúng ta thu nhỏ, bây giờ phá ngược lại từ cái nhỏ phá luôn lấy cái lớn thì chúng ta mới ra ngoài cái cõi này được. Thì cái việc tu tập chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta bị, theo đạo Phật thì đạo Phật trở thành số 1, theo đạo Chúa thì đạo Chúa trở thành số 1, theo tịnh độ trở thành số 1, theo thiền tông trở thành số 1, cái nào cũng thành một với mình hết. Tức là chúng ta đã chấp bóng chúng ta. Từ lớn chúng ta gom lại nhỏ, từ nhỏ chúng ta phá ra rộng. Thì cũng là một cái sự chấp mới, chấp cũ thôi.
thay đổi cái hình thức chấp trước của mình thôi, chứ chẳng có gì mới lạ. Mà nếu làm tiếp tục như vậy á, là chúng ta sẽ tiếp tục mê lầm, chúng ta không chạy đâu được. Cho nên là cái việc tu tập thấy mà muốn phá ra ngoài, thực sự ngoài tam giới thì khó, thật là khó chứ không phải đơn giản. Ở đây chính Ngài đang đại diện chúng ta như vậy rồi. Vì vậy là Đức Phật nói cái phản này, Đức Phật đang dẫn dụ Ngài đang tới cái chỗ mà gọi là tự nhiên á. Cái đầu, Đức Phật nói là cái đầu diễn nhã rạc đa nó tự nhiên như vậy, nó không có hiện ra. Hiện ra trong cái kia nó vẫn không phải là cái thiệt. Kia nó cái hiện ra để ông thấy trong cái kiến nó chỉ là cái bóng. Đúng không? Cái đầu vẫn còn nguyên trên cái cổ của ông đó, chứ nó không có mất. Và cái hồn phát cuồng, trước khi ông phát cuồng thì cái đầu đó vẫn nguyên như vậy. Ngay khi ông phát cuồng thì cái đầu vẫn nguyên như vậy. Và sau khi ông tỉnh lại thì cái đầu nó cũng là như vậy. Thì không phải nhân cái cuồng mà bây giờ ông có cái đầu, đúng không? Không phải nhân cái hết cuồng mà ông còn được cái đầu của ông. Ở đây Đức Phật muốn nói điều này. Tức là bây giờ, từ trước giờ nói là bây giờ mình có cái nghiệp sinh tử, có nghiệp ái này nọ nọ kia đó. Thì bây giờ mình tu hết nghiệp sinh tử, tu hết nghiệp ái để mình có được cái giác ngộ. Thì cái nhìn nó là như vậy. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn nói cái bồ đề, cái giác ngộ, cái tự tánh, cái bản lai diện mục mình là có sẵn rồi đó. Trước khi mà ông có mầm mống sinh tử cái đó vẫn có mà. Ngay khi ông đi sinh tử luân hồi cái đó vẫn hiện hữu. Và sau khi ông dứt trừ tất cả mầm mống sinh tử luân hồi thì cái đó vẫn nguyên là như vậy, mà từ xưa giờ chưa hề có một sự thay đổi nào. Ý Đức Phật muốn nói cái chỗ này. Nhưng mà nó không phải là tự nhiên. Mặc dầu nó đã có sẵn có, nhưng mà nó không phải là tự nhiên. Thì chúng ta phải hiểu ra được cái lý này của Đức Phật dạy. Đức Phật nói tiếp, nếu cái đầu vốn tự nhiên thì do duyên đâu mà nó phát cuồng? Tức là cái đầu nó vậy rồi thì chúng ta khẳng định trở lại là diễn nhãn rạc na phát cuồng là do nhìn và chấp bóng ở trong gương. Tức là một sự sai lầm. Hay gì á, do thấy cái bóng đó mà biết mình có cái đầu ở đây á, thì là người tỉnh, đúng không? Tức là do chúng ta thấy duyên cảnh, do chúng ta tiếp xúc với lục trần mà chúng ta ngầm rõ biết mình có cái đang biết này, thì mình là người tỉnh. Nhưng mà khi mà mình tiếp xúc với duyên trần, mình thấy, mình nghe, thì mình lại thấy cái thấy này là thiệt, cái nghe này là thiệt. Là chúng ta đã hướng ngoại, là chấp bên ngoài, cho nên chúng ta trở thành cái người cuồng. Cuồng là do chúng ta hướng ngoại chấp trước. Và nếu không cuồng là chúng ta không tiếp tục hướng ngoại chấp trước nữa, chứ không phải chúng ta quay ngược trở lại. Không có cần phải quay ngược lại. Nhưng mà đừng có hướng ngoại chấp trước nữa thì chúng ta liền hết cái cuồng đó. Khi hết cái cuồng đó rồi á, thì không phải do hết cuồng mà chúng ta sanh cái bồ đề. Không phải như vậy. Mà cái bồ đề là cái sẵn có của chính mình rồi, nhưng mà mình lại không hay biết. Mình không hay biết, giống như bây giờ mình đang đứng ở ngoài nắng, tự nhiên cái bóng hiện à. Thì cái người bình thường á sẽ thấy cái bóng mình nó đẹp, chứ không thấy cái người đang đứng này nó đẹp, đúng không? Là chúng ta chấp trước, chúng ta chăm sóc, chúng ta lo lắng cho cái bóng. Nhưng mà chúng ta lại là cái người tu thì chúng ta hiểu rằng á, cái bóng không phải là mình. Nhưng mà lại có một ý khác là đọc cái bóng đó, không chấp nhận cái bóng này. Đi ra giữa nắng mà xách cây đập bóng. Giống như những cái kiểu mà công phu của chúng ta từ trước đến giờ, phải không? Bây giờ ngồi đây đợi vọng tưởng rú lên được khỏ, đập là diệt, là đè, là nén, làm sao để cho nó đừng có khởi. Thì tất cả chúng ta làm cái dạng giống như đề bà Đạt Đa vậy, ở diễn nhã Đạt Đa này. Giống như một người mà ba trợn mới có thể ra đập bóng ở ngoài nắng. Chứ người tỉnh họ không làm gì. Ra khi nói tới cái chuyện công phu là nói tới cái chuyện gì? Nói chuyện đập bóng ngoài giữa trưa nắng. Vậy mà tự hào cho là mình công phu. Mà nói này thì mít lòng. Nên là mình nói người ta ba trợn thì người ta cử mình. Nhưng mà đó là sự thật. Cái người nếu mà thấy sự thật, thấy cái bóng là biết mình ở đây, là lấy gì đập. Bóng có tốt, bóng có xấu, bóng có dài, bóng có ngắn, bóng có ốm, bóng có mập, nó chỉ là cái bóng. Thì những ý niệm thiện ác của mình, những ý niệm buồn thương của mình, những cái dao động của tâm thức của mình, nó là cái bóng mà mình đang thấy.
Nhưng mà thấy bóng đủ rồi mắc mới gì? Thấy bóng biết mình đang rõ biết cái bóng là đủ rồi. Nhưng mà không chịu. Tất cả những người tư không chịu điều này. Cái chỗ đang thấy nó không có bóng. Chúng ta nên thấy điều này nha. Cái không bóng ở cái chỗ đang thấy đó mới là cái định. Chứ không phải đè mất cái bóng là định. Mà người ta không nhận ra được cái định này. Cái mà lúc nào cũng thấy bóng, cái đó nó không thay đổi với thời gian và không gian, thì đó mới là cái thật định. Còn bây giờ mình có làm mất bóng, tức là chạy vô trong chỗ mát một chút phát bóng, bước ra nắng nó có bóng lại à. Bước nắng có bóng liền, chạy vô nhà nó mất bóng, chạy ngoài có bóng lại nữa. Như vậy là chúng ta chạy núp trong nhà và chạy ra ngoài nắng. Vậy thôi. Nó chạy vô nhà tiếp tục chạy ra ngoài nắng, và nó còn tiếp tục vậy hoài nếu chúng ta chấp bóng là thiệt. Nhưng mà chúng ta thấy bóng để rõ mình, thì vậy là cái rõ mình á, mà do thấy bóng thì cái gì? Nó vẫn còn một cái gì đó. Thật ra khi thấy bóng để rõ mình là một bước nhảy, nhưng vẫn chưa tới. Tức là cái mình đang rõ này không phải do có bóng và không bóng. Có bóng nó cũng rõ, mà không bóng nó cũng rõ. Không cần có bóng nó vẫn biết. Bây giờ có vọng niệm nó vẫn rõ biết, không vọng niệm nó vẫn rõ biết. Chứ không phải đợi có vọng niệm tôi mới biết. Cái biết nó không cần có đối tượng. Thành ra khi chúng ta công phu, nói tới cái chuyện công phu của mình tu tập, bây giờ mình ngồi thiền đến cái độ là mình được định. Như vậy chúng ta nói ngang cái đoạn mà chúng ta bật hết tất cả ý niệm đi, chúng ta đang ở trong định đó. Lúc đó phải đủ cái trí tuệ để có thể minh định được cái khoảnh khắc định của mình, là còn có một cái người đang biết định không, hay là cái định là cái duy nhất. Cái này không nói vọng niệm nữa, mà chúng ta tới cái chỗ bậc dứt rồi. Thì chính ngay cái chỗ bậc dứt này, nếu là một hành giả tu thiền khéo, căn cơ lớn và có một chút nhạy bén, họ sẽ qua cái chỗ định này để họ tới cảnh giới khác. Lúc mà mình trụ định thì sẽ có mình và có định rõ ràng, chứ không mất. Chúng ta đừng có sai lầm chỗ này, chúng ta vẫn còn cố thủ, cố định, cố giữ gì gì đó, vẫn còn có mình nữa đó, chưa hết. Thật ra đến cái chỗ mà chúng ta hoàn toàn không còn có đối tượng nữa, chúng ta biết không phải gì, chúng ta biết hư không này, không phải gì chúng ta biết vật chất này, không phải chúng ta biết vọng, và không phải chúng ta biết cái định này, không có cái ý niệm để biết nữa. Hoàn toàn không có mặt, không có con người ở đó để biết. Cái biết không có còn người và không còn đối tượng. Tức là không có mình, không có mình biết. Cái khẳng định về mình á, từ trước giờ nó tự xóa đâu mất đi. Tới phút đó phải mất cái mình đang trụ định. Cái mình quen thuộc á, chúng ta sẽ có một cái biết, nó không phải là cái từ xưa giờ. Tự nhiên mình sẽ rớt vào một cảnh giới mà cái biết không phải từ xưa giờ. Mặc dù bây giờ mình thấy mình đang định là vẫn là cái biết quen thuộc, mà cái chỗ này người ta phải tinh tế thật sự mới đủ sức nhận ra, mới vượt ra ngoài ngã và sẽ không có pháp liền. Phút đó là không ngã không pháp liền. Còn nếu như vẫn còn quen thuộc nha, chúng ta vẫn chưa phá vỡ cái quen thuộc của mình, tức là mình thấy có, mình thấy không, mình thấy phải, mình thấy quấy, vẫn là cái thấy quen thuộc, cái biết quen thuộc, cái biết cũ. Còn phút giây đó là hoàn toàn không có cũ, và không phải là do hồi trước mình biết như vậy cho nên giờ mình biết như vậy, không phải như vậy. Nó mới, một khoảnh khắc mới mẻ tuyệt đối, không phải là cái biết quen thuộc của tâm thức nữa, không có phải là cái đường xưa lối cũ nữa của tâm thức. Cái chỗ này là cái người công phu phải gần như là hết sức tinh tế, mà người đó phải có căn khí rồi, chứ thôi tới đây trở lại hết rồi, không có vượt qua cái không lặng lẽ, chúng ta không vượt qua được. Mà chúng ta trở lại cái chấp ngã như xưa. Mặc dù chúng ta tu có kết quả, ngồi là được định, có thể nhập định một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày, thậm chí nhập định hàng trăm năm, hàng triệu năm, nhưng chưa ra được. Chứ không phải nhập định lâu là chúng ta ra được.
ra ngay từ đầu, ngay đầu chúng ta phải có một cái khái niệm về cái chỗ chân thật này cho nó chuẩn mực á, để khi mà các công phu chúng ta vừa tới đây là chúng ta phải khéo. Hồi xưa mà còn hốp tóp á, tức là công phu nó nhiều năm nhiều tháng cực quá rồi phải không, cái mình muốn mình được yên á, mình muốn mình được định á, mình muốn được tắt ý niệm á, thì cũng làm cũng tắt á, nhưng mà tắt nữa mừng lắm, nghĩ đây là đạo tới rồi, dụng công vậy là nghĩ là mình tới rồi đó. Tới rồi, nhưng mà thực sự không tới đâu, nó chỉ có tới ngang cái chỗ yên thôi, ngang chỗ yên, và mình chấp nhận cái chỗ yên này một tiếng, hai tiếng, một ngày, hai ngày được, không có chuyện gì sẽ không có chuyện gì khó. Nhưng mà còn có chỗ để mình có thể lưu trú được, chỗ đó là chỗ sinh tử mới của mình, chúng ta nên biết điều đó. Còn có thể bám níu được, còn có thể nương tựa được, còn có thể trụ bám, là chúng ta tạo một cảnh giới sinh tử mới cho mình. Thì chỗ này khéo lắm, những cái hành giả mà tới chỗ này, khi mà chúng ta học á, thì chúng ta phải khéo nhận định cái cảnh giới tâm thức xảy ra, dù một mảy may nhỏ nhiệm phải nhận định ra. Chúng ta rớt vào cái cảnh giới định thì nhân cơ hội định này, chúng ta không bác bỏ định, nhưng mà nhân cơ hội định này để chúng ta qua bờ bên kia của tâm thức. Chỗ này là chỗ gần như là bờ mé rồi. Nếu chúng ta không vượt qua, chúng ta trở lại tâm thức cũ, không vượt qua trở lại tâm thức cũ, trở lại nhân duyên và tự nhiên liền. Và đây là một chỗ rất khó, chỗ cái công phu tu tập. Thật ra cái việc mà vượt qua bờ tâm thức là một cái việc đòi hỏi một cái trí tuệ rất nhạy bén, chậm chút không được. Mà ngày đông tế ví dụ như là đá sẹt, như điện nhán vẫn biện biệt được. Nó sẹt một cái đường dài bao nhiêu mà nó tắt như thế nào là biện biệt một cách rất rõ ràng. Cái khởi đầu của cái sẹt đó và kết thúc sẹt đó, đoạn giữa sẹt đó chúng ta biện biệt rõ ràng. Thì đó đòi hỏi một trí rất sắc, phải dùng cái từ là phải thông minh cực độ. Cái trí tuệ thông minh là một cái loại trí tuệ nhạy cảm, có thể nhận biết mọi mọi cảnh giới mới một cách tường tận. Chứ không phải cái người thông minh là người đọc qua thuộc lòng, không phải vậy. Đọc hết kinh điển thuộc lòng chưa được gọi là người thông minh. Người thông minh là nhớ cảnh giới nhanh nhất, nhạy cảm nhất, tinh tế nhất, họ đều biện biệt rõ ràng không lầm lẫn. Thì đó là cái đầu thông minh. Ví dụ như chúng ta từ xưa giờ chưa có làm công việc đó, tự nhiên cái có một người bắt mình phải làm trong cái công việc buôn bán đi. Nhưng mà khi bước vào cái lĩnh vực buôn bán là chúng ta rất là nhạy cảm để biện biệt được là cái này nó thế nào, nó sẽ lên giá lúc nào, nó sẽ xuống giá lúc nào, mình sẽ rất là rõ ràng, không lầm. Dù cảnh giới rất mới với mình trong đời sống này, thì bây giờ mình chưa từng vô tới chùa lần nào, nhưng mà mình chỉ cần bước vô cái chùa đó thôi là mình sẽ thấy được cái sinh hoạt đó như thế nào đó. Mình ở đó trong một ngày rất là phù hợp, không có chống chọi, không có khó khăn gì với mình hết. Nhạy cảm, nhận biết, tường tận và phù hợp. Thì đó mới gọi là cái đầu thông minh. Cho nên cái người thông minh là người luôn luôn tiếp xúc cảnh giới mới, luôn luôn thấu thoát cảnh giới mới để đi ra, không lầm. Và cái tâm luôn luôn nhạy cảm mới mẻ, tinh anh hoàn toàn. Thật ra khi mà cái công phu chúng ta đạt tới cái chỗ định mà vẫn còn, chúng ta phải tỉnh táo để coi nó có phải là cái biết cũ không, cái quen thuộc không. Phải tỉnh táo để nhận ra, nếu thấy nó là quen thuộc thì chúng ta tiếp tục chứ đừng có dừng lại. Thôi đi cái biết quen thuộc này thì chúng ta sẽ rớt vào một cái cảnh giới mới. Ngoài tâm thức thì thực sự là mới, tại vì không còn cái tù động cũ nữa. Thì cái sự vận hành của pháp giới tánh toàn chân luôn luôn mới. Và từ đó về sau cái tâm chúng ta mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, mỗi sát na, mỗi mới, hoàn toàn không có chuyện cũ. Và đời sống chúng ta là một đời sống mới, tức là chúng ta chết hết cái thân cũ này, chúng ta bắt đầu được sanh trong cái cảnh giới mới hoàn toàn. Thì không phải trải qua thân trung ấm nữa. Một chuyển thân để qua một cảnh giới mới, thành một con người mới, hoàn tâm thức mới mẻ tuyệt đối. Thì bây giờ dục chúng ta ở đâu cũng không bị dính hết đó. Còn không là sẽ bị dính mắc hoài. Nếu bây giờ nhập định cho đã, buông ra thì cũng sẽ bị dính mắc thôi, không thoát được sinh tử, không thoát được cái dính mắc trong tam giới này. Còn người đó hả thì rất sướng rồi, nếu mà một phen nhận vượt ra cái
nhận định cũ của tâm thức á, thì chúng ta sẽ thấy từng sát na một chúng ta sống ngoài không gian và thời gian. Ngay tại đây không có quá khứ, không có hiện tại và không có vị lai. Ngay tại đây không phải chỗ này nó khác với trước, không phải chỗ này nó khác với một chút nữa, không có, hoàn toàn không có đó. Cho nên cái nghe của chúng ta hiện giờ nó cũng luôn là như vậy. Nếu chúng ta khéo nhận, chúng ta muốn nói tới cảnh giới định kia để chúng ta muốn nói tới cái hiện tiền này của mình. Cái hiện tiền này của mình á, chúng ta tinh tế một chút đi, để chúng ta nghe cái nghe không quen thuộc. Chúng ta vẫn luôn rõ biết âm thanh, nhưng mà là một cái sự chú tâm để chúng ta nghe, đúng không? Chúng ta vẫn còn ngồi đó để chúng ta nhận biết âm thanh. Chúng ta vẫn còn thấy mình không phải là âm thanh này. Tất cả những cái đó là những cái quen thuộc. Khéo thấy cái này một chút, khéo thấy cái quen thuộc này giùm một chút, để chúng ta có cái đang nghe mà mới mẻ hiện tiền không quen thuộc, là cái nghe ngoài tâm thức. Thì cái thiền nó dễ ở một cái khoảnh khắc nhỏ nhiệm này nè. Khéo một chút thì ngay tại đây chúng ta đã tới liền. Còn không khéo chúng ta vẫn tiếp tục nghe kiểu cũ, hoài nghe hoài cái kiểu cũ, chúng ta ra không được, nghe không được đủ sức để có thể minh định rằng cái nghe này là nghe cũ hay không. Cái đã, đây là vấn đề nha. Cái mấu chốt vấn đề là ngay cái chỗ mà nghe cũ và nghe mới mà mình đủ sức minh định được hay không á. Nên nó đòi hỏi cái người tu không phải là người tầm thường có thể tu được. Chúng ta phải nói như vậy. Người bình thường không thể tu được cái chỗ này. Tại vì nhúc nhích là từ phàm thành thánh, thì một sự chuyển biến cái cửa ngõ này tí xíu thôi là nó thành thánh. Còn không qua cái cửa hẹp này là mãi mãi là phàm phu. Thật ra người này không phải người bình thường, không phải người tầm thường. Đủ trí tuệ có thể minh định cái biết. Bây giờ mình thấy nè, mình tập nhìn để mình phân định cái biết quen thuộc nha. Ví dụ như mình thấy thấy ông thầy mặc cái áo vàng đó, tự nhiên cái này ông mặc cái áo xanh, thế mình thấy ở sao ông thầy không mặc áo vàng đẹp hơn. Đó là cái thấy quen thuộc đó. Ông mặc cái đồ ông thầy, bây giờ tự nhiên cái này thấy ông mặc đồ tây không được, ông này ông mặc đồ tây là không đúng. Ví dụ vậy đó, là cái biết quen thuộc nó đã in đậm trong tâm thức của chúng ta rồi. Cái biết mà nó lặp lại, cái biết quen thuộc á, thì chúng ta phải tự nhận ra được nó trong mọi thời mọi lúc mọi hoàn cảnh mà chúng ta luôn luôn nhận ra, thì chúng ta luôn luôn mới. Tại vì rõ ràng ông thầy đang hiện hữu ngay tại đây và giờ phút này, không phải là ông thầy cũ, không phải là cái ông hồi nãy, không phải như vậy. Cái ông này đang rõ ràng hiện tiền ở đây. Thì mình nếu mà cái tâm thức mới là mình sẽ nhận rõ ổng ngay tại đây và bây giờ, chứ không có cái bóng cũ của ổng nữa. Hồi xưa nhìn thấy ổng đẹp trai quá, giờ tóc ổng bạc hết rồi. Không phải vậy, không có phải thấy cái thằng cha tóc trắng ở tóc xanh hồi xưa, mà thấy cái người đang hiện hữu đây là tóc bạc. Thì cái khoảnh khắc hiện tiền này, đầu óc chúng ta phải hết sức linh thông, chúng ta mới kịp tiếp nhận. Chứ không là chúng ta không nhận nổi, thực sự rất khó nhận. À, nếu mà cái đầu chúng ta có một chút gì mù mờ là chịu chết. Thì là cái người tu thiền nó phải nhạy bén, nhạy cảm, linh thông tuyệt đối. Từng khoảnh khắc nhỏ nhiệm nhất chúng ta cũng phải mới. Thì như vậy là mỗi thời mỗi lúc đối duyên chúng ta là người mới. Còn không là cứ thấy cũ nghe cũ không à. Mà thấy cũ nghe cũ thì nghe lại, nghe đi nghe lại, và tiếp tục vòng lại cái cuộc sinh tử. Chứ không phải nghe đi nghe lại là tốt. Cho nên chúng ta nghe mà không phải cái nghe cũ nữa, chúng ta thấy mà không phải cái thấy cũ nữa. Đây là một cái chỗ mà khéo trong công phu hiện tiền. Là các người tu thiền ngay đời sống hiện tại này, ngay phút giây này và tất cả những phút giây còn lại trong đời mình, chúng ta phải là cái người ở trong thiền. Mà người đang ở trong thiền là người luôn luôn mới. Có một chút cũ là biết mình đã sai lầm, và chúng ta đã từng làm chuyện sai lầm đó. Chúng ta không chịu sống đúng với cái thực tại hiện tiền. Chúng ta không thể chấp nhận nổi. Tại vì á, cái cũ nó có cảm giác, cái cũ nó có cảm giác, còn cái mới mẻ này hoàn toàn không có cảm giác.
Ví dụ như cái cũ là cái người thân của mình, cái tự nhiên mình nhìn cái tự nhiên mình thấy có một cái gì nó rợn rợn á, mình thấy cái người mình thương tự nhiên cái lòng mình nó nghe có cái gì nó ấm ấm á. Còn cái người không phải là thương, không phải là ghét, cái lòng mình nó không có cái ấm ấm đó, nhưng mà nó có một cái sự an lạc khác thường. Nếu mình ra khỏi cái ấm và cái lạnh của cõi lòng á, thì mình sẽ có một cái khác ngoài cái ấm cái lạnh này. Đó là một cái cảnh giới ngoài tâm thức mà người nào tới kia thì họ sẽ thấy mênh mông một cái sự an lạc. Chứ không phải mất ấm mất lạnh này là mình mất hết, không phải như vậy. Không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng làm sao đó phải nhạy cảm, linh thông thực sự trong mọi cái thấy nghe. Cái đầu chúng ta phải sắc sảo, phải tinh tế, nhạy bén, để vừa nhận cái cũ là biết, vừa thấy thế kiểu cũ là mình phải biết, chứ không là chúng ta không thể ngộ thiền kịp. Ngoài ra quý vị thấy các vị thiền sư gặp nhau là hỏi một câu rất là chớp nhón, ông kia phải trả lời chớp nhón, suy nghĩ là đánh ba gậy đuổi đi liền. Cái kiểu thiền sư là vậy, để thấy nó nhạy lắm, nó linh thông lắm. Cái thấy của tất cả những người mà đã vượt ra ngoài tầm tâm thức rồi là không có gợn bóng cũ. Hỏi lại cái chuyện ngay tại đây, thì ngay tại đây cái khoảnh khắc rất nhỏ sẽ có một cái đáp án cho mình liền, và rất phù hợp với đạo lý, chứ không có cho tâm thức can dự vào. Có tâm thức can dự vào đều bị bóp méo sự thật cả. Cho nên trong đời sống này, nếu mà mình buồn người kia, mình trách người kia, mình hờn người kia là cái gì ạ? Là tâm thức cũ đã can dự rồi. Mình thấy đúng, thấy sai là tâm thức cũ đã can dự rồi. Mình dám chấp nhận một đời sống không đúng, không sai nổi không? Ai không có đủ cái gan để vượt qua khỏi cái đúng sai trong cuộc đời này, ai không đủ cái gan vượt qua khỏi cái nhiễm tịnh trong đời này là người đó không bao giờ muôn đời, không bao giờ thấy đạo. Thì có những người bị rất là nặng về cái kiểu mà gia phong lễ giáo của Á Đông đó. Thì sao? Đó là một cái lối ràng buộc của cái hệ thống thống trị loài người. Phải nói như vậy, những cái khung sáo đúng sai hay dở trong cuộc đời này, đó là cái lối thống trị loài người của những cái tay tài phiệt, những cái tay lãnh đạo. Những cái nguyên tắc này, nguyên tắc kia để buộc người ta phải sống theo, buộc người ta phải sống đúng, buộc người ta phải sống thế này thế nọ, đó là một cái lối thống trị. Đó là con đường ở chính trị. Mình tôn giáo của chúng ta bị nhiễm cái này, chúng ta không có phá ra được. Con người học Phật phải khai phóng toàn triệt những cái điều này, thì chúng ta mới bước tự do trong cõi này và trong tam giới này. Còn nếu không là chúng ta cứ lẩn quẩn hoài, không biết kiếp nào mình mới ra được. Phải nói, không biết kiếp nào. Tại vì với mình không này đúng thì cái kia sai à. Cái thấy nhìn trong cuộc đời mình luôn luôn vậy này, thấy thì thấy dễ thương hoặc là dễ ghét, dễ mến hoặc là không mến, vân vân. Chúng ta cứ lẩn quẩn theo cái cũ này. Tại sao mình không thấy riêng của mình đi? Thấy bằng cái thấy riêng của mình, nghe bằng cái nghe riêng của mình, nghe riêng và thấy riêng, hoàn toàn không có cái khái niệm đúng sai hay dở mới là cái của mình. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái bàn này, mà nó là cái bàn á, thì là cái cũ rồi, là cái của người khác đặt định, đặt cho nó một cái danh, nó là cái bàn. Nhưng mà mình nhìn nó trước cái danh là cái bàn, trước cái danh nó là vật chất, thì nó là cái gì? Không có cái danh là cái bàn, không có cái danh là cái bông, thì nó là cái gì? Tức là chúng ta phải nhìn cái nhìn ngoài danh tự một cái đi. Có danh tự tức là có ý thức, đúng không? Thử nhìn một cái ngoài danh tự và nhìn một cái ngoài đối tượng thì nó sẽ ra chuyện. Đời chúng ta chỉ làm chuyện vậy thôi, chứ không cần làm nhiều. Chuyện tu tập chút xíu vậy đó, em xíu xíu. Chứ thì đừng có công phu ngày tháng, đừng có kể ra những chuyện này. Mà một chút xíu này chúng ta làm được hay không cái nữa. Rất là khó, nhưng mà cũng rất là dễ. Chúng ta buông xuôi tất cả những cái mà nương tựa của mình trong cuộc đời một lần thử xem. Chúng ta không có tựa kiến thức cũ thì cũng tựa kiến thức mới, không tựa kiến thức trần gian thì cũng tựa kiến thức đạo lý. Chúng ta cũng tựa cỏ, chúng ta cũng tựa lá, chúng ta cũng nương chỗ này, chúng ta cũng gá chỗ kia. Bây giờ thấy biết mà không nương gá một lần xem, này xong chuyện.
chúng ta đứng bằng cái chân của chính mình ở trong tam giới này thì mình mới đi tự tại được. Nhưng mà mượn chân người khác là người ta sẽ lấy lại, mình sẽ té nhào trở lại, không ra được. Thật ra người tu chúng ta là nên có những cái phút giây cho riêng mình, ngồi đó ôn lại chuyện cũ, nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, nhớ chuyện nọ. Chúng ta cứ nhớ hoài, chúng ta không có chịu dừng. Nhưng mà dù có nhớ hay không nhớ, chuyện đó không còn quan trọng với mình nữa. Mình làm chuyện khác rồi, không có hơn thua với cái nhớ nhung này nữa, không có hơn thua với cái buồn thương giận ghét này nữa. Chúng ta biết mình đang buồn đủ rồi. Nhưng mà dần dần á, cái đỉnh mà hồi nãy mình nói, cái đỉnh điểm, cái cửa ngõ đó, cái cửa ngõ biết mà cũ, mà chúng ta nhận định được tới cái đỉnh này á, là chúng ta qua. Còn cái biết cũ mình không biết. Tức là với con người phải biết mình kẹt chỗ nào chứ mới biết tháo. Nhưng mà đó là cái rút đầu tiên để đi vào sanh tử. Cái biết cũ biết mới chúng ta không biết cách phân định. Ngồi đây chứ không mấy người đủ cái trí tuệ để phân định rằng mình đang thấy này là cũ rồi, đang nghe cái kiểu này là kiểu cũ, đang nghe lại, đang nghe theo cái thói quen, đủ sức để mình ra khỏi chỗ này dừng. Nghe mà không phải là cái nghe cũ nữa, nghe này mới à. Tại vì câu này mới, chữ này mới, lời này mới, trong cái khoảnh khắc mới, thì mình là con người đang mới để rõ biết cái mới đang hiện hữu. Thì sẽ không có bóng dáng khổ và vui ở đây nữa. Quý vị thấy một cái điều hay, đang ở chỗ mới thì không có khổ, không vui. Đang ở chỗ mới này thì không có không gian, không có thời gian, không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Đang ở chỗ này. Nếu chúng ta đang ngồi ngay tại đây và bây giờ thì những cái đó phút bóng, muốn kiếm cái khổ cũng không có. Thì vậy là chúng ta đã vượt khỏi khổ vui, vượt khỏi sanh tử. Cái rõ biết này nó không phải sinh, không phải tử. Tại có cũ có mới mới có sanh tử. Có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Có khái niệm được đặt để vào thì sinh tử sẽ hiện ra. Đó, thì cái này có là cái kia sẽ có, theo kiểu nhân duyên đó. Cái này không thì cái kia sẽ không. Nhưng mà chúng ta ở cái chỗ mà ngoài có không này chút. Bất kỳ cái thời điểm nào chúng ta cũng có thể nhập ở trong cái pháp giới tánh toàn chân này. Bất kỳ thời điểm nào chúng ta có thể nhập vào tự tánh được. Chúng ta không có chờ đợi thời gian khác, vì những khoảnh khắc vùng vụt trôi qua, chúng ta phải thấy vậy. Thì những khoảnh khắc vùng vụt đó đó, nó nhanh chóng, nó nhạy bén. Đó là chúng ta phải đủ cái tuệ để chúng thấy là khoảnh khắc này chúng ta đang lưu trú ở chỗ cũ, hay là chúng ta hết cái lưu trú chỗ cũ để chúng ta thấy bằng cái riêng của chính mình. Và một khoảnh khắc kế chúng ta cũng luôn thấy bằng cái riêng của chính mình, khoảnh khắc kế chúng ta luôn thấy bằng cái riêng của chính mình. Thì chúng ta luôn sống trong đạo lý, không có chỗ để chúng ta tụ trụ lại được. Và đến mức độ này thì chúng ta thấy rằng mình cũng không có chỗ nào để trụ, không có mình để trụ cái chỗ nào là xong chuyện. Chứ còn mình không có chỗ trụ vẫn chưa xong. Nhưng có một vị thiền sư Ngộ Đạo nói nghe hay lắm. Ông nói là ngày xưa ta nghèo, ta không có đất cắm dùi. Nhưng mà chưa thật là nghèo, bây giờ mới nghèo thiệt này là không có dùi để cắm nữa. Là nghèo thiệt luôn rồi đó. Ngộ Đạo nói chuyện nghe tức cười như vậy, để thể hiện một cái thấy biết không có ngã, không có pháp. Thật ra chúng ta phải học cho nó tới những cái chỗ này, để khi mà mình bắt đầu công phu á, bắt đầu chúng ta công phu, chúng ta có tới những cái cảnh giới mà chúng ta thấy nó vẫn còn một chút lợn cợn lăn tăng trong tâm thức mình, có một chút gì đó về mình thôi. Vậy nên chúng ta trong cái bài phát nguyện mà chúng ta thấy là phải tận trừ cái ngã chấp và pháp chấp. Thực sự phải tận trừ một chiếu siêu ngã chấp và pháp chấp vẫn lưu trú tiếp tục sanh tử, không ra được. Mà quý vị đâu phải là ngang cái tầng đó rồi xong đâu, nó sẽ trở lại đời sau. Chúng ta sẽ quân tập cả một cuộc đời tu tập mới nữa, rồi chúng ta cũng tới cái tầng đó. Rồi cố gắng trong đời này chúng ta phải ra được dùng. Phải bước ra cõi đi. Thì đời sau muốn chơi cõi nào cũng được.
Còn nếu mà đời này mà chúng ta không ra được đó là bị đi chỗ này chỗ nọ cực lắm. Bị thì cực lắm, nhưng mà tự do để chọn lựa thì sẽ sướng hơn. Nên làm sao để chúng ta phải tự do để chọn lựa. Đến cái phần cái đoạn 5 á, phá nhân duyên tự nhiên dẫn vào Bồ đề. Thế nên tôi nói ba duyên đã đoạn dứt là tâm Bồ đề. Tâm Bồ đề sinh thì tâm sinh diệt, diệt đó cũng chỉ là sinh diệt, diệt và sinh đều hết thì gọi là vô công dụng đạo. Ở đây Đức Phật nói là mình đoạn dứt những cái duyên, ba cái duyên mà sát đạo dâm á, những cái này nó hết thì cái sinh diệt nó tự hết. Thì chỉ là cái hết và cái còn của cái tâm sinh diệt chẳng dính dáng gì cái Bồ đề này hết. Không, cái hết và cái còn của cái ý niệm, cái vọng niệm chứ chẳng có dính dáng gì cái hay biết này. Nó phải hiểu, chúng ta phải khẳng định được điều này để khi mà đi vào công phu có lúc mà mình công phu ở một cái đoạn mà tâm mình yên rồi nó nhớ cái chuyện quá khứ á. Wow. Cái hồi mà 1 tuổi, 2 tuổi đi tợt té cái kiểu nào bây giờ nó cũng nhớ ra. Nó nhớ rất là rõ, nó hiện rõ lắm. Nó cuộn những cái chuyện cũ ào ra. Nếu mà chúng ta không đủ bình tĩnh là bây giờ mình trở thành một người cuồng loạn vọng tưởng chứ không phải là tu tập tốt. Mình nghĩ như vậy, nhưng mà nghĩ như vậy là sai á. Cái người cái tâm mà nó yên chừng nào á thì càng nhớ rõ chuyện quá khứ chừng đó. Chúng ta dám chấp nhận điều này không? Cho nên thôi là mình ngồi cái chuyện cũ nó xảy ra hoài. Thế nên cái người mà ngồi mà không có vọng hướng về tương lai là một điều dễ làm và nhẹ nhàng lắm. Chúng ta có thể cắt được cái chuyện vọng hướng tương lai, nhưng mà cái quá khứ nó khó lắm. Quá khứ nó ùng xảy ra. Nhưng mà thật sự ngồi nghiệm kỹ thì tâm mình thật sự yên thì mới thấy nó liên tục xảy ra. Còn tâm mình không yên, mình lo chuyện này lo chuyện kia, chuyện cũ mình nghĩ không có cho nó đầy, và lúc nào nó cũng đầy ắp như vậy hết á. Nó cuồn cuộn như vậy lúc nào cũng có. Thì vậy là thứ nhất là chúng ta nên mừng là tâm mình đã yên, cho nên mình thấy được nhiều chuyện quá khứ hơn, thấy kỹ, thấy rõ hơn. Chứ bình thường kia mình nhớ chuyện cũ mà nhớ không nổi, mà ngồi thiền cái nó nhớ à. Thiền cái nhớ là không phải mình tu dở mà là tu hay mới nhớ được quá khứ. Chứ không phải là tu dở đâu. Chứ tôi là vậy, đó là tu dở, cứ là cái tâm mình đã yên thì cái chuyện cũ nó tự ra. Thì vậy là để cho nó ra, giống như phim đã quay rồi thì giờ phải chiếu nó mới xả hết được. Cho nên khi tâm mình lắng yên, những chuyện cũ nó xảy ra mình rõ biết nó, để cho nó ra hết. Chứ đừng có cắt, đừng có chặn, đừng có đè. Nó không ra thì nó không hết đâu. Không ra không hết, phải để cho ra một cách rất là tự nhiên để chúng ta rõ biết. Ra bao nhiêu rõ biết bấy nhiêu, không lầm lẫn. Cái chính của mình là không lầm lẫn, chứ không phải cái chính của mình là phải trừ diệt cho sạch. Chúng ta nên hiểu điều này. Thật ra ở đây có còn hay là có mất, cái chuyện đó không quan trọng. Đối với Đức Phật nói, ý này là Đức Phật nói là còn hay mất cái chuyện đó là cái chuyện của cái sinh tử của ý niệm, chứ không phải cái chuyện của Bồ Đề. Chuyện Bồ Đề nó không dính dáng về cái chuyện có và chuyện không này. Không ở trong nhân duyên, không ở trong tự nhiên mà nó ra ngoài rồi. Nếu có tự nhiên như vậy thì rõ ràng tâm tự nhiên sinh, tâm sinh diệt diệt. Đây cũng là sinh diệt. Phải không sinh diệt mới gọi là tự nhiên. Cũng như trong thế gian các tướng hòa lẫn với nhau thành một thể gọi là tính hòa hợp. Cái chẳng phải hòa hợp thì gọi là tính bản nhiên. Bản nhiên không phải bản nhiên, hòa hợp không phải hòa hợp. Hòa hợp và bản nhiên đều ly, ly hợp đều phi. Câu nói này mới gọi là pháp không hí luận. Một đoạn rất tuyệt vời. Ở đây Đức Phật nói là nếu có tự nhiên thì như vậy rõ ràng là tâm tự nhiên sinh. Nếu mà mình có cái tự nhiên thì tức là chúng ta sanh tâm tự nhiên. Bây giờ mình lìa bỏ nhân duyên đi. Bây giờ cái lý nhân duyên thấp quá rồi, không cần tính tới nữa nữa. Là mình sống tự nhiên à. Giờ cứ để mọi cái nó tự nhiên. Đúng không? Bây giờ cái gì nó tới thì nó tới, cái gì nó qua tự nhiên.
là chúng ta liền trở thành một người ba phải. Tức là chúng ta bắt đầu sanh cái tâm tự nhiên và sanh một đời sống tự nhiên, chứ không phải là cái đạo lý tự nhiên. Đạo lý tự nhiên là không có ép mình để sống đúng cái tự nhiên nữa, mà nó là như vậy rồi. Chúng ta sống khác không thể được, chứ không phải là chúng ta cố sống để được phù hợp. Hai cái này nó khác nhau nha. Tức là hiểu điều này không? Bây giờ mình thấy là thấy đúng thấy sai là cái thấy của tâm thức. Thấy đó không phải đạo. Cái đạo là không thấy đúng không thấy sai, đúng không? Chúng ta chấp nhận điều này không? Rồi bây giờ bắt đầu cố gắng sống không đúng không sai. Thì phải đạo không? Tức là chúng ta sanh cái tâm tự nhiên. Sanh tâm tự nhiên tức là tâm thức đã chấp nhận một chuyện mới để cố sống cho đúng cái mới này, được mệnh danh là đạo. Chỗ này mới là cái chỗ khó qua nè. Trời ơi, học cả đời mới hiểu được chuyện này, mà tôi gán tôi sống đúng như vậy mà nói là tôi sai à? Làm gì sai được? Không có sai. Không có sai. Đối với tâm thức thì nó không có sai, nhưng mà đối với đạo thì không phải. Đúng thì đúng nhưng mà phải thì chưa phải. Đúng thì đúng nhưng mà phải thì không phải. Không phải. Đây là một cái chuyện rất lạ trong đạo, mà mình rất là nhiều người bị kẹt ở chỗ này. Nó thì rõ ràng bây giờ tôi sống không đúng không sai, mà thầy nói tôi sai chỗ nào? Nó thì sai chỗ nào nói? Nãy giờ sai đâu? Bây giờ tôi thấy tôi không phân biệt, tôi nghe tôi không phân biệt, tôi sai cái gì? Tôi đúng, đang sống đúng với đạo mà tôi cố gắng lắm tôi mới sống được như vậy chứ bộ. Tức là có một cái thấy để rồi mình làm theo cái đó vẫn là tâm thức. Nên biết điều này. Dù cái thấy đó là đạo, không phải làm theo nữa. Giống như cái tay đã thọc vô cái bình mực rồi là tự động nó xanh cái màu đúng như cái màu mực, chứ không phải cố gắng để thành cái màu đó. Cái tay đã rớt vô trong nước rồi là tự động nó đã ướt rồi, chứ không phải là tôi cố gắng để ướt nữa. Rớt nguyên cái mình xuống nước rồi bây giờ nó là tôi cố gắng để ướt thì là một điều sai lầm. Gán sống để cho nó ướt là một điều sai lầm. Gán sống để hết đi cái phân biệt hai bên là một điều sai lầm. Không có cái gán gì, cái phân biệt hai bên không phải là cái quan trọng. Có cái phân biệt và không có phân biệt không phải là cái chuyện quan trọng. Biết nó đang phân biệt là đủ. Đừng có thêm, đừng có bớt gì nữa. Không quan trọng cho nên không thêm, không bớt. Còn nếu chúng ta quan trọng là chúng ta sẽ thêm thể bớt. Bây giờ cố gắng thấy biết đừng quan trọng, thấy nghe đừng có quan trọng nữa. Những cái từ miền Nam là không có trong cái văn mà Tứ Diệu Đế chúng tôi nói là một cái loại công phu theo cái kiểu mà dân miền Nam Việt Nam là không có chuẩn bị. không có chuẩn bị, không có chuẩn bị để thấy. Tức là mình không chuẩn bị kiến thức để thấy phân biệt này là đỏ, này là xanh, này là vàng. Tức là không hết tất cả những cái chuẩn bị đó đi để mình thấy bằng cái thấy vô tư, hồn nhiên riêng biệt nhất của mình trong cái thấy nghe. Không có chuẩn bị, không chuẩn bị để thấy mà không có cái gì không thấy. Không chuẩn bị để nghe mà không có cái gì không nghe. Cái nghe không chuẩn bị thì nó sẽ dẫn tới cái nghe không có mình, không có mình nghe và đối tượng để nghe để mình ra ngoài cái tầng đó. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói là trong thế gian này nó có cái hòa hợp. Hòa hợp nghĩa là cái gì? Bây giờ con mắt là mình thấy cái bông. Mắt mình thấy cái hình sắc phía trước. Thì tức là căn và trần ảnh có nhau rồi. Cái thêm cái thức phân biệt, đây là cái bông, đây là cái lá, đây là cái màu đỏ, đây cái là màu xanh. Tức là nó sẽ có cái sự hòa hợp giữa căn, trần và thức. Đây là khéo, đây là một cái lối công phu rất khéo nếu chúng ta nhận định ra. Thì bây giờ còn hòa hợp tức là thế gian, mà không hòa hợp là ra ngoài thế gian. Rồi chúng ta thấy một cái nó không hòa hợp thôi. Chúng ta thấy cái không hòa hợp là chúng ta ra ngoài thế gian liền. Rồi chúng ta nghe mà không hòa hợp, ví dụ như là mình nghe ha, cái là có mình ha, cái là có âm thanh, tức là có căn và có trần. Tức là có mình và có cái đang bị mình nghe là chúng ta đang hòa hợp căn trần. Chúng ta ra hòa trộn trong trần gian này. Bây giờ nghe mà ngoài căn trần này một cái, thử có ai đứng lên nói có một cái câu ngoài căn trần giùm cái.
Để chúng ta là cái người nghe mà không hòa hợp, chúng ta sẽ có một câu. Còn nghe còn hòa hợp là chúng ta sẽ nói không nổi. Đó thì vậy là còn hòa hợp để thành một cái thể nào đó, để được cái gì đó, tức là vẫn còn tiếp tục hòa hợp, chứ chúng ta không phải là cái ra. Chẳng phải hòa, chẳng phải hợp thì gọi là tính bản nhiên. Cái tánh bản nhiên mình nó không hòa và không hợp trong trần gian này. Tức là cái thấy, cái thấy đó nó không phải là, bây giờ mình dùng từ cái thấy, cái tự nhiên trong đầu mình có cái khái niệm là con mắt. Mình có cái nghe, cái tự nhiên mình có khái niệm là có lỗ tai nghe. Thì có con mắt, tức là có sắc trần, có lỗ tai là có thanh trần liền. Bây giờ thấy chúng ta đừng có khái niệm của con mắt nữa, mà chúng ta nhận định cái vật chất không phải là con mắt thử một lần đi. Phá từ cái gốc con mắt của mình, phá từ gốc lỗ tai của mình. Bây giờ chúng ta nhận định cái âm thanh không phải lỗ tai được không? Nhận định nữa, tức là nhận biết cái duyên trần không phải là lục căn này được không? Chúng ta có cái đó, cái mà ngoài lục căn để biết mọi cái, thì chúng ta ra ngoài cái hòa và cái hợp mới tới cái bản nhiên. Cái bản nhiên đó nó không có cần có căn, không cần có trần. Bây giờ ví dụ như mình thấy sắc đó, mình phân biệt rồi, cái mình thấy cái phân biệt là không đúng, không đúng, cái mình dừng cái sự phân biệt đó, thì thấy sắc phân biệt là có căn trần và có thức, có sự hòa hợp ở đây. Bây giờ mình nhận biết được, mình biết cái sắc, biết cái hình sắc đang hiện hữu mà lại mình vượt khỏi căn trần thức, nổi không? Còn căn trần thức tức là hòa hợp, thì chúng ta phải thấy cái chỗ này, phải nghe, phải nhận định cái chỗ này nó vượt ngoài cái hòa hợp này thì chúng ta thấy ra ngoài. Còn nếu không chúng ta bị vướng trong sự hòa hợp đó. Cái bản nhiên không phải là bản nhiên, hòa hợp không phải là hòa hợp. Hòa hợp và bản nhiên đều ly, ly hợp đều phi. Câu nói này mới gọi là pháp không hí luận. Ở chỗ này thật sự là khó cho chính mình. Bây giờ cái nhận định là căn trần và thức là cái hòa hợp rồi. Bây giờ chúng ta vượt ra ngoài nó đi, để chúng ta tới cái chỗ mà thấy không hòa hợp, nghe không hòa hợp, chúng ta không còn hòa hợp nữa. Như chỗ này có một người học đạo hồi xưa đi hỏi rất là hay là ai? Ông cư sĩ Bàn Long Quẩn. Ông hỏi một câu gì? Thế nào là cái người không cùng vạn pháp làm bạn lữ? Một câu hỏi tuyệt vời. Cho nên ông mới ngộ đạo rồi. Mà câu hỏi bất hủ từ xưa giờ chưa có ai đặt câu hỏi đó trong lúc đi tầm đạo nữa. Thì ở đây á, là Đức Phật trong cái việc mà rời cái hòa hợp mới là cái người không cùng vạn pháp làm bạn lữ, đúng không? Nhưng mà ở nơi tâm chúng ta lại sanh một cái loại tâm đó là sao? Không hòa hợp mới. Tức là bây giờ mình thấy cái sự hòa hợp là sai đạo lý, không đúng rồi. Căn trần thức còn hoạt động là không đúng rồi. Rồi bây giờ mình sống để mình không hòa hợp, mình cố gắng để mình được không hòa hợp. Đúng không? Tức là chúng ta lại tiếp tục có một cái cảnh giới mới cho tự tâm của mình, tiếp tục sẽ có một đời sống không hòa hợp cho tự tâm của mình. Do đâu? Do mình hiểu rằng hòa hợp không đúng, bây giờ sống không hòa hợp. Chúng ta lại có cái tâm này, và chúng ta tiếp tục sống với cái tâm này, tức là chúng ta đã làm gì? Sống đúng với đạo rồi. Nhưng mà phải thì chưa phải. Đúng với cái nhận định của tâm thức, đúng với cái lý luận của đạo lý, nhưng mà chưa phải là người hòa nhập trong cái chỗ mà không có hòa, không có hợp. Giờ hòa hợp là sai rồi, bây giờ chúng ta sống là ly, sống là ly, tức là hòa hợp bản nhiên tới cái tự nhiên. Rồi sao nữa? Hai cái này bây giờ là chúng ta thấy rằng cái tâm hòa hợp cũng không đúng, cái tâm mà ly để sống phù hợp với cái bản nhiên đó là đúng. Bây giờ nếu mà chúng ta còn nhận định rằng cái sống mà ly cái hòa hợp đó là đúng á, thì cũng tiếp tục là một cái lớp chấp trước mới nữa. Cho nên chúng ta phải lìa luôn cái tâm bản nhiên và cái tâm hòa hợp đi. Thì giờ là chúng ta còn cái gì? Hòa hợp cũng không dính à, tâm bản nhiên cũng không dính, còn cái ly.
Bây giờ cái khởi gì chúng ta ly, khởi gì chúng ta ly, chúng ta không chấp nhận bên đây, không chấp nhận bên kia, không chấp nhận cái có, không chấp nhận cái không, không chấp nhận cái tự nhiên bản nhiên. Tức là chúng ta đang còn cái ly. Thì nếu như cái ly này nó, cái này là khéo lắm nha. Để khi nào mà chúng ta ngồi thiền á, quý vị có thể một thời ngồi thiền chúng ta sẽ lần lần tới chỗ này. Ví dụ như mình ngồi thiền mình bắt đầu đi, đi theo cái kiểu công phu này nè. Nó hay lắm, nếu chúng ta có công phu tốt á thì chúng ta sẽ tới chỗ này dễ lắm. Bây giờ mình thấy cái ý niệm, do mình trước khi mình thấy cái gì đó cho nên bây giờ nó hiện cái hình bóng là cái mặt ông này, mặt bà kia, cái hình nhà, hình nó bông, hình gì đó. Mình thấy này là cái tâm thức cũ nè. Tự nhiên cái này nó mất đi, nó mất đi. Cái nó hiện cái lời nói của người này, hiện là nói người kia. Cái mình thấy biết rằng cái này cái cũ hiện ra nè. Cái chúng ta biết như vậy cái nó tự động nó mất. Mất chúng ta lìa được một số cái dao động rồi tới cái yên. Nó hiện cái yên ổn ra. Nhưng yên ổn ra thì cái yên ổn là cái đang bị mình biết nữa. Cho nên không lưu trú cho yên ổn này lâu. Thì cái bắt đầu chúng ta có cái ly của cái có và cái không. Hiểu không? Chúng ta ly cái có và ly cái không này. Nhưng mà nếu mà ở nơi mình á, còn có ý niệm ly bỏ đó đó, còn có ý niệm lìa bỏ đó đó, lìa bỏ cái có và lìa bỏ cái không, nó cũng là một cái dạng tinh tế nữa của tâm thức. Cho nên chúng ta khéo nhận biết mình đang ly mọi cái. Rớt luôn cái ly này nữa đi. Thì còn là cái phi, tức là không phải cái có, không phải cái không, không phải cái ly và không phải cái nhận nữa. Cái chỗ đó không còn là bóng dáng nào, không còn có mình ở đó để ly. Còn mình thì mình còn ly, còn mình thì còn phải, còn quấy, còn phi, còn không, còn hợp, còn bản nhiên. Cho nên phải không luôn cái ly này thì chúng ta sẽ hòa nhập vô cái cảnh giới không hòa, không hợp, không phải bản nhiên, không phải ly, mà là nó chỉ nguyên là như vậy thôi. Cái đó nó ngoài hết tất cả những ngôn ngữ hiện có. Chỗ đó là cái chỗ không hí luận, không hí luận. Đây là một chỗ công phu thực thụ của mọi người. Nếu mà chúng ta có công phu là chúng ta phải tới cảnh giới này một lần. Thì quý vị thấy mình không phải có hòa hợp, không phải cái tính bản nhiên. Hòa hợp cũng không đúng, tính bản nhiên cũng sai. Rồi ly cái hòa hợp bản nhiên thì mình nghĩ là hết cái hòa hợp rồi, là đã một tầng cao rồi. Nhưng mà hết cái tính bản nhiên là một cái tầng cao nữa, là chúng ta ly luôn cái hòa hợp, ly vô bản nhiên là một cái tầng rất là cao ở tâm thức. Như vậy là mình sẽ không còn là mình. Lúc đó kiếm mình cũng không có. Thì cái phút giây mà không có mình rồi thì hoàn toàn không có cái gì nữa hết. Chỉ còn lại một cái duy nhất mà mình không thể nào tự chủ được nữa. Tức là vượt ngoài cái khả năng tự chủ của tâm thức. Cái hoạt dụng của tâm thức, cái chấp trước của tâm thức tự nhiên nó tắt mất hết. Để còn một cái toàn tri đó, nó không phải là thân tâm của mình. Phút chốc đó không phải là thân tâm của mình nữa. Không phải là cái thân cũ này, cái tâm cũ này nữa đâu. Và cái mình bây giờ nó ghê lắm, nó mênh mông lắm. Lúc đó mình đang ở trong cái mênh mông đó. Lúc đó mình sẽ thấy rất rõ là cái thân đang ngồi đó, nó mong manh bằng một phần tỷ của hạt cát mình đang thấy bằng cái mắt bây giờ. Đây là một điều rất lạ, hiện ra một cái cảnh giới hoàn toàn. Mình từ xưa giờ mình nói cái chuyện mà gọi là cái gì đó, cái thấy biết trùm khắp mười phương rồi đó, là mình tưởng tượng thôi. Nhưng mà khi thực mình đã tới đây rồi là chuyện đó xảy ra. Cái quả địa cầu lúc đó nó còn nhỏ hơn cái đầu ngón tay út mình thấy bây giờ. Sẽ thấy cái quả địa cầu này treo lơ lửng, sẽ thấy những cái dải thiên hà, ngân hà nó treo lơ lửng giữa hư không, những cái hành tinh, những cái hành tinh, những ngôi sao xa xôi mà mình thấy từ trước đến giờ á, nó là những cái gì rất là nhỏ treo lơ lửng giữa cái hư không này. Nó nhỏ lắm so với cái đang là đó. Và phút chốc đó mình đã nhập trong cái pháp giới tánh. Mình làm một cái gì thực sự mênh mông chứ không phải là thân tâm này. Cho nên khi nhận thân tâm này, tức là chúng ta nhận cái bóng và cái gì rất nhỏ nhiệm, chứ không phải là cái thật, không phải là cái trùm khắp, cái rộng khắp đó. Cho nên là chúng ta phải tu tới chỗ này. Nếu chúng ta nói là mình công phu tu tập và nói là tu theo đạo Phật thì chúng ta phải tu tới chỗ này. Còn chưa tới chỗ này thì chưa nói gì với nhau được. Và chưa tới chỗ này thì chúng ta không ra ngoài tam giới nổi.
tiếp tục trở lại đây chơi vài ngàn kiếp nữa. Thì chúng tôi rất mong là quý vị đã được học bản kinh Lăng Nghiêm này, thì quý vị sẽ theo cái trình tự tháo gỡ của Đức Phật á. Chúng ta chịu khó nghe đi nghe lại từ đầu á, để Đức Phật tháo gỡ điều nào, Đức Phật phủi cái gì thì mình chịu nó rớt, đừng nắm lại. Đức Phật mở cái nào thì mình bung ra, chứ đừng có co cụm lại nữa. Thì chúng ta sẽ bị Đức Phật phủi sạch, để Đức Phật quét sạch, để bị Đức Phật mở toang chúng ta ra, để chúng ta không còn khu biệt trong cái thân tâm nhỏ nhiệm nữa, mà chúng ta làm cái người của Pháp giới. Thì lúc đó mới xong chuyện trong đời này. Còn nếu không là chúng ta sẽ cực lắm. Và chúng tôi mong rằng đại chúng chúng ta sẽ được điều này trong đời này. Chứ còn một cái kiếp người mà nhìn lại thấy chúng ta lê lết mà mang cái thân mấy chục kilô này đi cho suốt mấy chục năm trong cái trần gian này, nó cực lắm. Chúng ta thấy phải nói là mang giác một cái thân rất là cực nhọc. Một ngày qua đã thấy nặng nề rồi, mà chúng ta tưởng tượng là mình còn mấy chục năm nữa lận. Mà không phải mấy chục năm nữa, là mấy chục kiếp, mấy ngàn kiếp sắp tới vẫn tiếp tục mang cái thân mấy chục kilô này thôi á. Nặng nề lắm. Cho nên giải quyết xong ở đây dùng càng sớm càng tốt. Chứ đừng có tiếp tục mang vác nữa thì nó sẽ làm cho cái khổ đau, cái phiền muộn, cái nghiệp tập của chúng ta nó lại dày thêm trong sanh tử là không tốt. Chúng ta làm sao mà ngay tại đây chúng ta phải mở toan và thành Pháp giới liền thì xong một đời tu. Còn chưa được như vậy thì chúng ta còn mất nhiều kiếp, nhiều ngàn kiếp nữa, cực nhọc khổ đau hoài. Chúng ta thấy ngay trong đời này thôi, nếu mà ở cái tuổi 40-50 á thì chúng ta đã nếm đủ mùi trần thế rồi, đúng không? Nếm đủ rồi. Vui cũng có, buồn cũng có, sướng cũng có, khổ cũng có. Nhưng mà thật sự là sướng ít mà khổ nhiều. Vui ít mà buồn nhiều. Và chúng ta rất là sợ những cái hoàn cảnh này lại tiếp tục xảy ra với mình trong những đời kiếp tới. Cho nên đời này dứt khoát là phải giải quyết cho xong giùm. Thì rất mong là đại chúng chúng ta sẽ là những người có đủ cái khí phách, có đủ cái tỉnh táo, có đủ cái nhạy bén tinh anh của chính mình. Phải làm sao cho cái nhạy bén tinh anh của mình nó được phát động trong tất cả những cái phút giây sống hiện trong đời này, để từng cái khoảnh khắc một chúng ta biện biệt rõ ràng không lầm lẫn, chúng ta phải thấu suốt rõ ràng không lầm lẫn. Thì đó là một cái loại công phu của thiền tông, chứ không phải là đợi phải nhập định, phải tọa thiền, đợi phải gì, không phải như vậy. Thật ra cái người tu thiền là cái người tu mà gần như không có hở cách một khoảnh khắc nào, luôn sống ở trong đạo không hở cách khoảnh khắc nào, thì mới đủ cái lực. Nhiều năm nhiều tháng chúng ta như vậy sẽ đủ cái lực phá vỡ sinh tử này, phá vỡ cái vô minh sâu tận, sâu kín của mình từ ngàn đời ngàn kiếp. Chúng tôi rất mong là đại chúng chúng ta sẽ làm được điều này trong đời ha. Người nào mà có được như vậy thì cho chúng tôi biết, xin đầu thành đảnh lễ. Kiếm chút phước. Bây giờ chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện ở đây. Chúng sinh vô biên thệ Phật Đạo.